Chào cả nhà. Chào cả nhà, chào Nguyễn Hoàng Hải phải không ạ? Chào Nguyễn Đô. Chào cả nhà nhé, chào Trần Văn Chờ. Chào anh Hồ Chính, chào Bôn Vũ, chào Huy Văn, chào chị Loan, Tịnh Hà, chào Phùng Sinh Quý, chào Nguyễn Huy, em chào cả nhà nhé, chào Nguyễn Đô, chào Lê Trần. Ngày hôm nay đừng ai động viên em, đừng ai động. Chú đừng đừng động viên con. Ngày hôm nay rất là xúc động. Nói chung là cái cũng như là hôm nọ, tức là cái hôm mà cách đây 5 hôm á, là 5 hôm là Hiếu Ngọc mới lên live thì mới kêu gọi mọi người là chào cả nhà. Kêu gọi mọi người là mỗi gia đình ăn à mỗi nhà à mỗi người ăn 2 quả thanh long một ngày thì sẽ tiêu thụ được cái lượng thanh long cho bà con Bình Thuận. Thì hôm đấy thì cũng là thật sự là cũng là nghĩ là kêu gọi vậy thôi. Thì Hiếu Ngọc tắt like xuống thì có một cái người anh ở Canada thì anh em mới nói là chị ơi, chị cho em gửi là 500 đô về mua dùng ủng hộ bà con Việt kiều ở quyền bà con Bình Thuận. Cái chào em Chào chị ạ, khán giả các à. cô chú ạ. À. Thế có cái gì mà lại là có lại có cái việc gì mà lại xúc động thế? Không, tại vì thấy tất cả quý cô bác anh chị em là cứ kiểu động viên á, từ trưa đến giờ tin nhắn vào trong điện thoại nhiều quá mà toàn những lời tình cảm, vừa vào đọc xong tự nhiên cảm thấy xúc động. Chị em biết chị xúc động việc gì đấy, không phải là xúc động Thì thế. đấy mọi Chị đã đang đấy là ok rồi. ức chế chứ không phải là chị đang ức chế chứ không phải là xúc động. Nói thật đi. Nào chị cười một cái thật phúc hậu thế nào, cười thật phúc hậu Thì thế chị cười chị có khóc đâu, tại do hồi nãy chị chị đang cười ức chị đang ức chế chứ không phải là xúc động, em khẳng định một điều như vậy. Nào nói thật xem nào, đúng là ức chế không? đấy. Thì thưa má con rể, chị có thằng con rể ngoan lắm, thằng đẹp trai Trung Vũ đấy, nó đang nhận làm con rể chị đấy ngày hôm nay. Vâng, à, Trung Trung làm con rể chị á. Trung À. năm nay 33 tuổi. Trung năm nay 33 tuổi mà chị năm nay là 43 tuổi. À vậy Cái gì hả, đấy Trung này? Chênh nhau có 10 tuổi thôi, tôi Trung này. Ê, thì chị ơi chị đừng đang nói dở để chị nói vâng, giúp em. em vẫn đang nghe đây. Thì là hôm đó là cái anh đó anh gửi về thì chúng lại ngày thứ bảy và chủ nhật, thì sáng hôm nay Hữu Ngọc mới mang 500 đó đi lên ngân hàng. Thì ngân hàng ở Hữu Ngọc thì họ lại không 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 đổi tiền Việt, quên đổi ra tiền Việt, họ nói là qua bên chỗ cái tiệm vàng và bán. Thì Hữu Ngọc bán được là 8 triệu 750 nghìn, tức là vào 1.750.000 của 100 đô á. Vâng. Thì Hiếu Ngọc đã chuyển cho anh Chu Phan và anh Chu Phan đã nhận được tiền vào lúc 5 giờ chiều hôm nay. Thế là anh Chu Dạ Phan vâng ạ. lại 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 tự tự nguyện là mổ gà của nhà. Có nghĩa là anh Chu Phan là nhận được tiền nhưng mà lại mổ gà của nhà nhá, chứ không phải là lấy tiền nó mổ đâu nhá. Đấy bình thường mà chị, cái đó bình thường mà, đó cũng là cái tình cảm của anh Chu Phan. Thực ra là đó là cũng là sự nhiệt huyết mà, kể ra ở ngoài này người Bắc mình cũng vậy thôi chị. Một khi mà làm một việc gì có lợi cho một cái người nào đó, gọi là làm phúc cho một cái người nào đó, thì cái việc mời người ta đến khao người ta rồi để trao đổi cái sự tình cảm rồi cái chuyện lòng chân thành thì nó là bình thường thôi mà.
đó, điều có điều điều lên, nhất là Đó miền Bắc của mình là hay có những cái đó nhất. thì đó thì anh Trung Phan lại tự mổ hai con gà của nhà anh ấy, hay là đi mua làm đâu một hai mâm cơm á, là chòm xóm là Vâng. anh cũng có tìm được mấy cái chị mà cũng hoàn cảnh khó khăn hơn những người khác á, Vâng. thì chị anh ấy làm cơm để mời các chị đến, thì và chắc anh ấy là để anh ấy Vâng. chuẩn bị trao cái số tiền đó là để Hữu Ngọc hoàn thành cái việc là làm trung tâm thôi nhá, làm trung tâm đưa đưa qua đưa lại thôi nhá, chứ không hề có phải là cái việc này là Hữu Ngọc đi làm từ thiện đâu nhá, đề nghị bà con hãy hiểu hiểu cho rõ dùm cái. Không, đấy thì đấy đó, em gọi là cái tấm lòng hảo tâm của một một người nào đó thông qua chị, gọi là cái là người trung gian để truyền chuyển đến đến cái tay người cần cần được được nhận cái sự hỗ trợ đó, nhận cái tình cảm đó, chứ ai gọi là làm từ thiện. Từ thiện nó phải là một cơ quan toàn thể, chứ còn cá nhân chị thì chưa thể gọi là làm từ thiện được, đó là lòng hảo tâm. Đúng rồi, chị chỉ có là cầm và đưa hộ mà thôi. Thì sáng nay Vâng. đi lên ngân hàng là ngân hàng lại là hôm nay là em có cái vụ là chuyển tiền hộ. Còn Cái thực ra chuyện thì hộ là em không cái đấy là cái tấm lòng của cái anh Việt Kiều thôi, chứ còn nếu đây em làm thì tôi không bao giờ em nói cả trên trên mạng hoặc là nói với ai cả. Nhưng mà em thường thường đi đến các vùng núi em phượt thì em vẫn cho người ta 100, 200, 200 là chuyện bình thường mà chị. thì Đó là đấy chuyện bình thường, thì những cái đấy hoàn cảnh người ta quá khó khăn, nhất ở vùng núi. Đó là chuyện bình thường mà, nhưng mà miễn nhà nó mình nghèo. làm thì đúng là như nếu như cá nhân của em cũng như giống cũng giống cái tư tưởng của anh Việt Kiều đó là không muốn kể công, không muốn công khai đâu, nhưng còn cái quan trọng nhất là khi thông qua trung gian như chị ấy, với cả anh Chu Phan ấy, thì điều đó cần phải công khai để bớt những điều suy nghĩ mà người ta hay nghi ngờ bản thân những người cái người cho người ta lại không không tiếc, nhưng mà cái người mà chuyển đến thì lại hay bị người khác nghi ngờ. Thì đó Nhưng cái đó điều đó như anh Chu Phan làm như vậy là rất là đúng, thật và sự là anh phải làm làm như như vậy vậy. cảm thấy cái tình người nó ấm lòng đúng không, Dạ vâng ạ, đúng ạ. mặc Có gì dù đâu. rằng em chị Thái Ngọc Nghiêm muốn lên, em Dạ. chị Thái Ngọc Nghiêm À, muốn lên. chị Thái ngồi yên chờ em một chút. À, có một cái anh Nguyễn Minh Hiệu Hiệu này này nói là đừng có đi rửa mộ Ngô Đình Diệm. Em nói thật với anh Nguyễn Minh Hiệu này, nếu mà nói về nhân dân Việt Nam nói chung nhá, đây là em nhấn mạnh này, nhân dân Việt Nam nói chung, bất kể một người nào phát ngôn một câu đó thì phải hiểu rằng là người đó đang đi ngược lại với lợi ích dân tộc của dân tộc của mình, thì cái điều đó là điều không thể, đó là chỉ câu nói vu vơ hoặc một câu nói đùa mà thôi, chả ai người ta làm cái chuyện ngược đời cả. Còn cái mộ ông Diệm nhá, em lại khẳng định với tất cả mọi người này, mộ ông Diệm thì chỉ có ruồi muỗi côn trùng nó rửa, chứ còn con người Việt Nam chả ai người ta rửa cái mộ ông Diệm cả. Tức là cái người mà người ta phát ngôn ra đó chỉ là một câu nói đùa thôi, cá nhân em nghĩ như vậy. Đừng đừng có nói như vậy mà lại vào đây nó lại thành ra nó nặng nề quá. Chả ai người, nếu mà anh là một người đọc và hiểu biết như thế thì anh phải biết ngay, à chả ai người ta nói như là làm như vậy cả, người ta nói như vậy nhưng người ta có làm hay không, làm thì cả 94 triệu dân Việt Nam xỉa xói vào mặt người đó đấy. Đó em nghĩ đó nó chỉ là một câu nói đùa thôi, nên mong muốn đọc và hiểu suy nghĩ sâu sắc một tí. Thôi được rồi, em xuống, còn nếu mà chị xúc động gì thì để em phân tích cho chị bớt xúc động, để em xuống là chị yên lên. Không phải, tại vì tin nhắn đến xong là cứ động viên á, mình nghe lại lại ấy. Để em xuống cái chị Nhiên lên nhá. Ủa chị Nhiên đâu rồi? Dạ anh Nguyễn Nhàn em chào nó rồi nhưng mà nó lại chào chị mẹ vợ thằng thằng nhỏ nữa. Em chào cả nhà. Chị em chào chị. Rồi đi chống ba que đi cho nó vui ha. Nhưng chào tất cả anh chị em, hôm nay đổi lại phong cách là không bỏ qua chuyện cũ hết, mình chúng ta đi đấu với ba que, không ai nhắc tới chuyện buồn nữa hết. Đúng rồi. Đây ở quê hay lúa nhà mình ở Châu Phú, mình hôm nay cũng đi mua muỗng, mua đĩa, mua đồ trang trí nội thất. À, Đấy. đang đi siêu thị hả?
mua cái máy lạnh, rồi xong cái máy lạnh nó không có lạnh, giờ nó hư cục nóng rồi, bây giờ ta đổi lại cục nóng, giờ đổi lại cục nóng xong rồi là cái máy lạnh nó bị cái gì đó, bị không có ấy nữa. Đấy, đây nè, đi quay cho cả nhà xem, giờ đổi lại cái máy lạnh này nè, ấy cái hiệu này nè, 11 triệu 100, bao nhiêu chị? Một ngựa 11 triệu 790 ngàn. Rồi máy lạnh ở dưới quê cái gì cũng có. Không, cái máy lạnh ở trên phòng mình nó thì vẫn còn, nhưng mà cái máy lạnh phòng dưới nó mới lắp đặt mà nó bị trục trặc, bây giờ phải đổi lại. Đấy anh chị em ở quê thôi, mình sao mà đẹp ngày xưa ở dưới quê làm gì có vụ mà máy lạnh hay là vụ cái gì mà siêu thị điện máy, bây giờ ở đâu nó cũng có hết. Cho nên những anh chị ở bên Mỹ hải ngoại gì á, hãy nhìn lại cái đất nước của mình. Đất nước mình hôm nay nó rất là đẹp, không phải như ngày xưa mà thiếu thốn. Mua cái 12 ký chị Nhiên. Không biết cái này bao nhiêu ký, không biết dạ. Nữa. Phan ơi, có camera đâu? Chưa có camera. Một ngựa hả? Dạ, đúng rồi, có một ngựa. Một ngựa. Nhỏ này, giống như cái máy chị là cũng ngựa đó chị. Máy của nhà là ngựa đó chị. Thì cái đó một ngựa đó Ngô Hiền Mai, em chào thấy anh Thái Linh, anh Nhàn, anh Chu Phan. Chị anh Chu Phan đánh vào rồi thì cho vào đúng chủ đề đi. Dạ, thì em nhường cho anh Chu Phan, mà cũng qua cái đây có mấy anh Việt Kiều ở trong đây, hay là Bao Que ở trong đây, hay là Hùng Phạm hay là A Quy gì đó. Nhớ rằng là hồi ngày xưa ở khu vực ở Châu Phú này là không có siêu thị điện máy. Bây giờ là ở Châu Phú này có siêu thị điện máy rồi, mà thì đâu cũng có đồ điện máy ở hải ngoại gửi về á, ở đâu giờ cũng có hết. Cho nên giờ nó không còn ở quê nữa đâu nghe, đừng có chơi Việt Nam nữa, bây giờ có tiền. Rồi bà này mất. Anh Chu Phan ơi, em mời anh này. Vâng, chào Phạm Phạm, chào. Sao thế, chắc mạng của anh ở Bình Thuận nó yếu à? Trung Mập chào mình. Chị đang mời anh Chu Phan rồi, em Trung Vũ, chờ chút đi. Sao mà nó khó lên giữa anh Chu Phan. Để em mời lại nhé. Đây. Rồi em đang mời anh Chu Phan á. Chờ chút để anh Chu Phan nói lên chủ đề chính đã Trung Vũ ơi. Chào Nguyễn Lâm. Dạ em chào anh ạ. Chào em. Khỏe chứ em? Dạ em khỏe ạ. Chào. Anh nói đi, sao nó lại yếu mà. À, sóng bên hơi chậm chần, không biết tại bên em hay tại bên anh. Dạ được rồi anh, được rồi, ok được rồi á. Chào các bạn, chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay nhà tài trợ có bảo không em? Cái anh mà anh ấy tài trợ thì anh ấy không ra mặt đâu ạ. Anh ấy nói là tiền nó nhỏ cho nên là anh ấy không ra mặt. Bây giờ cái video này là anh ấy sẽ xem sau đó. Thôi thì thế này. Dạ. Thì cái việc mà chiều nay em gửi cho anh là 8.750.000 này anh lấy được rồi. Dạ. Hiện nay là cũng báo cáo với em, mới báo cáo nhà tài trợ, mới báo cáo các bạn trên cộng đồng mạng là tiền đã về em túi đây rồi. Hiện giờ các nhà mà được tài trợ cho tiền thì anh xin đọc tên 4 gia đình cho em với nhà tài trợ cộng đồng mạng hiểu. Thứ nhất là nhà chú Sáu, thứ hai là nhà cô Khuyên, thứ ba là nhà cô Nguyệt, thứ bốn là nhà cô Út. Bốn nhà thì bốn đình đang ngồi đây đủ rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Thì bốn nhà các bạn đã đủ rồi, bốn đình cũng có. Dạ. Rồi chào. Rồi. Dạ, chào rồi chiều nay anh cũng làm cái tiệc nó nhỏ, mời xóm giềng cũng mời mấy nhà nó nhậu vừa xong rồi. Dạ, vui quá. Thì bây giờ là
Trước hết là anh vô cùng cảm kích đi, cảm kích cái tấm lòng tài trợ của các nhà tài trợ, rồi cảm kích cái tấm lòng của em. Dạ. Em là người trung gian, em công cũng nhiều. Rồi cũng cảm ơn các anh chị em cộng đồng viên mạng là cũng quan tâm đến một số hộ nghèo ở tỉnh Bình Thuận của anh. Thì anh thành thật cảm ơn. Rồi, dạ. Cho em có ý kiến này. Nói chung là em thì cũng kêu gọi mọi người khi thấy Thanh Long đổ ra đầy đường cảm thấy xót. Thì em cũng lên mạng thì em cũng kêu gọi mọi người mỗi gia đình là ăn 2 trái Thanh Long để ủng hộ cho bà con tỉnh Bình Thuận. Thì tuy nhiên đó là trong cái lúc mà kêu gọi đấy thì có cái anh này, anh ấy lại ở Canada. Thì anh ấy mới nói là thôi thì không biết tin tưởng ai thì tin tưởng Hữu Ngọc. Thì Hữu Ngọc giúp một việc là cho anh ấy gửi 500 đô Canada. Thì em cũng ngại lắm, lúc đầu em cũng ngại lắm. Nhưng mà sau em nghĩ em nói thôi thì một miếng khi đói lòng một gói khi no nó cũng chả đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà ngược lại đó là tấm lòng của người cho và cái tình cảm người nhận nó cũng giống như là cái kết nối giữa giữa người Việt Nam với người Việt Nam trong nước và nước ngoài. Thì anh đấy cũng là người cộng sản mình và anh em nhờ thì thôi em giúp. Thì em sáng hôm nay em đem lên ngân hàng thì ngân hàng chỗ em thì họ lại không có đổi, cho nên em mang ra chỗ cái tiệm vàng á thì họ chỉ mua với cái giá đó là nó bị thấp hơn với cái tỷ giá mà đúng là, nhưng mà cái đô Canada là nó lại không giống như là đô la của Mỹ. Nếu mà đô la của Mỹ mọi người lại ít hơn thế cho nên là em muốn ở đây để cho những ai mà chưa hiểu thì bảo tại sao là 500 đô lại chỉ được bấy nhiêu. Thì cái này là em có lát em sẽ chụp lên cái hóa đơn mà người ta mua. Thì thôi thì dù sao chăng nữa thì em cũng xin chia sẻ với tất cả các quý cô bác anh chị. Dạ. Thì nói chung là trong cái cộng đồng mạng nhà mình á thì làm ăn thì nó cũng có lúc thì được thì không. Bất mạng rồi. Tuy nhiên á là đây á là dù nhiều dù ít thì nó cũng là tấm lòng của bà. Dạ. Vâng. Mạng hơi yếu rồi. Vâng, xin mời các bác. Mạng hơi yếu. Đấy là có mạng. Không, em nghe rõ mà anh, rõ không yếu đâu anh. Rõ anh Chu Phan ơi, rất rõ. Đâu cái nó. Ủa sao lại yếu? Nghe rõ nhưng mà hình như không rõ, nghe tiếng thì rõ, em cứ nói đi. Giờ em nghe rõ và thì thôi thì chúc cho Bình Thuận là các bác các cô các chú rồi tất cả các anh các chị ở tỉnh Bình Thuận là có một cái sức khỏe dồi dào, làm ăn kinh tế ngày một phát triển, miễn sao mà sang năm Thăng Long cứ lên 50.000 một ký là ổn rồi. Còn thực sự con thì cũng chỉ biết là bằng cái lời nói, bằng cái tấm lòng mà thôi, chứ con không có không phải là tiền của con, cho nên là chúc mọi người như vậy. Và thì anh cũng đại diện cho mấy cái hộ mà được em với các anh em trên cộng đồng mạng tài trợ, trước hết là cảm ơn tụi em nhiều. Yeah. Cảm ơn nhà trợ, chúc gia đình em, chúc gia đình nhà tài trợ với chúc anh em trên cộng đồng mạng, tức là suốt đời mình gặp may mắn. Dạ. Đấy, sức khỏe rồi nào làm ăn thì mọi sự thành đạt, trong cuộc sống mới thành công. Dạ. Giờ là quanh đây có ai nói chào có ai nói gì vài câu nói ai nói thì, đây cũng muốn ra thay mặt cho các chị em anh ở giúp đỡ cho những người nghèo khổ thì bây giờ cũng thay mặt xin cảm ơn ở đoàn ủng hộ ít triệu để cho gia đình xây cỡ hàng ngày hàng bữa, thì cũng rất cảm ơn ở đoàn lá lành đùm lá rách, cũng biết cảm ơn ở đoàn. Nói chung là bà con thì cũng rất muốn cảm ơn, nhưng mà bà con thì thật thà lắm, nói chuyện trên mạng thì không nói bao giờ. Rồi dạ. Cô Quyên bây giờ nói chung là Thanh Long thì có thu lỗ, thì bây giờ nhà cày đỏ có giúp đỡ những gia đình có khó khăn, rồi còn ăn đi học,
chung là chùa gia đình ít nhiều gia đình cảm ơn nhà thầy trợ. Dạ. Dạ. Thì thôi trước tiên là con cũng thay mặt cái anh mà đã gửi qua cầu nối của con thì chúc các bác các cô các chú là có một sức khỏe thật dồi dào. Làm sao mà mình sang năm là cứ chăm sóc được những quả thanh long nó tốt và nó sạch, nó sẽ tốt hơn ạ. Vâng. Thì thôi nó như vậy là được rồi, anh tự trao quà cho và anh tự chia thôi chứ em không biết. Rồi vậy anh đại diện nha. Bây giờ xin đại diện nhà được trợ đại diện cho em anh phát tiền cho người ta nhé. Bây giờ ba người phụ nữ thì mỗi người 1,5 triệu. Dạ. còn phần lại 4,250 triệu thì cho chú Sáu, chú thua lỗ mấy hôm nay mấy trăm triệu rồi chú. Dạ. Nhiều hơn. Bây giờ anh đại diện em đưa tiền từ nhà nhé. Dạ. Rồi ở đây là cô Quyên này. Dạ. Cô Quyên 1,5 triệu này, cảm ơn cô, cảm ơn anh được rồi. Cảm ơn. Cô Quyên. Dạ. Rồi cô Út này. Rồi đây là cô Út. Rồi còn nhiều đấy. Rồi xin chào. Hy vọng là bà con mình này cứ càng làm thanh long làm sao mà nó cứ sạch là nó rồi, sẽ giữ được cái đây là thu nhập. Dạ chắc cũng cảm ơn cô. Rồi chúc mọi người sức khỏe nhá. Đây là chỉ là tay chưa truyền thôi ạ. À? Rồi rồi. 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 Rồi đây cuối cùng là chú Sáu. Chú nói chung là làm thanh long mép này thua lỗ mép này rồi, chú thua lỗ mấy triệu ấy. Giờ nhà đất thì là cầm cố nhà nước hết rồi, mà thanh long vừa rồi thua lỗ chú hết cả 100 triệu ấy. Thua lỗ mấy năm rồi nhiều nhưng không năm nay đâu. Thì tôi còn tổng số là 4,150 triệu là giao cho chú Sáu cuối cùng. Thì chú nói mấy câu, cảm ơn nhà đại trợ, cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. Nói chung là em thông cảm vậy, những người mà người xóm như anh là người ta cũng làm nông dân thật thà lắm, người ta muốn nói nhiều lắm nhưng mà ta nói không được thì thôi là cũng đại không, anh cũng đại diện lần cuối đại diện là chúc quá. Nhà tài trợ chúc nhà tài trợ với lại chúc cộng đồng mạng trong đó có em tuy rằng đối với người giàu thì không đáng nhiều, đối với người nghèo nó là lớn. Đối với nghèo nó là lớn. Người giàu thì không bao nhiêu, mà đối với người nghèo là lớn, bởi vì giúp cho người ta cũng có cái đồng tiền, ta xoay sửa con cái học hành, thêm đồng tiền bù bớt lên đồng lỗ được nào hay nói các cụ nói là lá dành đã lành là dùng lá rách, mấy khi đói mà có khi no. Cái này là vô cùng cảm ơn đi. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ. Thôi thì bây giờ lên việc tài trợ như vậy là coi đây là xong. Coi xong rồi bây giờ mình làm chương trình. Đây là chương trình gì nhé? Em thì cũng vẫn rõ thôi. Ta quê anh. Rồi mày mới tài trợ. Đấy, mấy ông xóm đang nhậu này. Mấy người ai khen em đẹp cũng không à. Thực tế là em thua mấy người này có mấy tuổi à? Thực tế em thua mấy người này có mấy tuổi, tại em thì em làm đấy, em làm kinh doanh cái trẻ vậy. Hôm nay đã thì chú là được em với lại mạng yếu quá. Dạ. Quan tâm cho những người nghèo. Rồi vậy nha, cảm ơn em nha. Nói chung là xóm mừng ai cũng mừng ấy. Nói đi lấy tiền trợ cho ai tin ấy.
Anh báo xóm này thì thấy tiền, giờ các xóm các vùng không anh tin, họ tưởng nói dối. Dạ. Ở xóm này họ nói dối là mình có tiền gì. Khách đứng ở đây đều. Dạ. 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 Đẹp chứ, nhiều người mấy người đang khen em đẹp này, khen quá chồng cái này buồn, nhiều người khen quá. Cô đại cỡ dễ thương quá. Không phải con, không phải con, giúp cô để con đưa qua làm không phải con ạ. Con cô lớn thì con cô đi học đại học. Con, nói em có con học đại học không tin đâu. Qua đây con cũng xin gửi lời đến quý bà con cô bác ở tỉnh Bình Thuận. Thực sự là vừa rồi á, là qua cái vụ biểu tình ngày 10 tháng 6 con rất là buồn. Bản thân con thì cha ông chúng ta đã nằm xuống biết bao nhiêu xương máu, ngày hôm nay chúng ta có được cuộc sống bình an. Mà chính vì cái cuộc biểu tình đó mà làm người dân bây giờ bán thanh long không được, nên là chị em anh em giúp con trên cộng đồng mạng rất là buồn. Nhưng mà thôi, cố lên các bác, các cô, các chú. Trời không phụ lòng người, năm nay ta bán ế, sang năm ta bán đắt. Mong sao chỉ cần các cô, các chú có sức khỏe. Và nói chung mình cứ chịu thương, chịu khó. Mình làm sao cái trái cây của mình nó sạch thì mình sẽ không bao giờ sợ mất thương hiệu đâu ạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. Em thấy là em thấu hiểu người nông dân này rồi. Dạ. Thì qua đây thì anh thì cũng... mong cộng đồng mạng nếu mà biết em, nếu mà làm được nhiều cái cuộc tài trợ về là tốt nhất ấy. Đến với tấm lòng người nghèo cho tấm lòng, ví dụ nếu có điều kiện làm dạ thì, là tốt. Dạ thì em cũng muốn lắm, nhưng mà nhiều khi trên cộng đồng mạng này có sợ có khi người ta hiểu lầm, người ta lại bảo mình thế này thế nọ, cũng khó lắm anh. Thì thôi thì nếu mà có những cái cuộc tương tự như thế này, anh Chu Phan, nếu mà có những cái cuộc tương tự như thế này thì mình cũng làm y chang như thế này, là sẽ không bị dây dưa, không bị coi như mang tiếng, thì em cũng sẽ sẵn sàng. Vâng, tại vì là mình không có phải là người mà chi tiêu đồng nào, cho nên là mình nhận bao nhiêu mình trao bấy nhiêu, cho nên là không dạ, cho nên là em cũng rất là vui khi nhìn thấy các bác, các cô, các chú vui vẻ như này. Mà tối nay nhà anh chắc là vui lắm, ăn cơm vui thì em cũng thấy là vui. Con người ta sống tiền bạc sống thì nó cũng chỉ là cái để cho mình sống qua ngày thôi, nhưng mà cái tình người nó mới là bền và nó là mãi mãi. Cho nên là mọi người cố gắng thật nhiều đi, rồi sang năm thanh long chắc chắn sẽ 50.000 một ký. Thì tối nay thì anh cũng để nói cho em với mọi người nói, tối nay là anh cũng phải bỏ tiền thêm ra, anh làm cái tiệc nhỏ thôi à, nó chả đáng bao nhiêu đâu. Là dạ, không lẽ là bây giờ mình kêu bốn nhà đấy mình phát nó không đúng kỳ quá. Dạ. Không lẽ là cứ kêu bốn nhà này đến phát không thì nó kỳ, nên bây giờ mình phải mời xóm giềng đến cho chứng kiến. Dạ. Thứ nhất là ta mừng cho những nhà tài trợ. Dạ. Thứ nhất là ta mừng cho em, mừng cho nhà tài trợ, ta cảm ơn em các nhà tài trợ. Thứ hai là mình cũng mừng cho những người được tài trợ đó. Dạ. Thể hiện cái sự đoàn kết với những người nghèo. Dạ. Chúng ta chung tay cho nhau để giúp đỡ những người nghèo, thứ nhất là động viên họ tinh thần, sau đó là về vật chất để cho họ vượt qua cái lúc khó khăn này. Cho nên là anh cũng phải tổ chức cho nó có người nội kia để cho em với để các nhà tài trợ nó cũng vui thêm. Dạ, nhưng mà em là thích nhất là có cái vụ là coi như là ngồi ăn miếng với nhau miếng cơm, dù ngon dù đã, dù là nhiều hay là ít, nhưng mà như thế này mới là cái tình người này, thích nhất đấy. Đúng rồi. Dạ. Cứ như ủy ban đi, ủy ban xã kêu cho ngoài ủy ban đó chỉ đọc lời chúc mừng nó phát thôi. Nếu ủy ban thì người ta làm, dạ, người ta đưa ra ngoài công sở, người ta làm thì ta đọc lời chúc mừng chúng ta lên ta phát xong ta về. Nhưng mình đây nó thuộc về tư nhân thì dạ, mình phải làm như vậy để cho nó có tình làng cái xóm với hai, để nhà tài trợ ta biết là em với anh làm là mình làm công khai rõ ràng như vậy, cho tiền đến trực tiếp với gia đình người ta. Vâng. Thì qua đây thì cộng đồng mạng cũng phải ghi nhận cái lòng tốt. Vâng, anh ơi, thôi thế được rồi đấy, anh để cho các bác, các chú tiếp tục nhậu đi chứ mọi người đang cuộc vui mà. Rồi. Vâng, cảm ơn em nhiều nhá, mình cứ làm chương trình của mình đi nhá. Vâng. Rồi, mình cứ làm chương trình của mình đi. Vâng, mọi người bữa tối vui vẻ. Vâng, bye bye, chào cả nhà. Rồi.
Rồi cũng chào em, chúc em mạnh khỏe, chúc cộng đồng mạng mạnh khỏe nhá, để mình vào quay lại sau nhá. Cảm ơn. Nói chung là anh Chu Phan là anh ấy tối hôm đấy là có người là mới nói là bảo là ai nhỉ, bảo là anh Chu Phan á, thì là đúng là cũng là may mắn để mà vâng anh Lại Minh lên ạ. Vâng anh, mời anh Lại Minh, mọi việc làm quá. Từ từ để Trung Vũ lên đã rồi anh Lại Minh lên sau nhé. Các cụ vui quá, đúng là ấm lòng tình người. Anh Chu Phan là anh ấy bỏ thêm tiền ra, anh ấy mua đồ ăn về. Kiếm má vợ. Chuyện gì kiếm má vợ? Tao quýnh mày chết nha thằng này. Dù gì? Hả? À, chuyện gì kiếm má vợ? Hả? Có dù gì? Có chuyện gì vậy? Hả? Có chuyện gì mà vui vậy? Chuyện là có cái anh Việt Kiều kia, anh mới nhờ chị. Thôi được rồi, con hỏi vậy thôi chứ thật ra là kiếm má vợ con biết là có vụ 500 đô Canada rồi. Ừ. Rồi sao? Điều gì nữa? Nói chóng lại là bây giờ là sau cái tiết mục vừa rồi là cũng là trao tiền ủng hộ rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện phím chơi thôi. Hôm nay không có chống ba que, không có gì hết. À rồi. Tặng một cái chia sẻ. Thật ra là mấy hôm nay là chúng ta đã bị áp lực mọi thứ quá nhiều rồi. Đúng rồi. Thì chúng ta lên đây hôm nay là cười vui vẻ thôi, tại vì hồi nãy con có đi qua con coi bên cái chú kia kìa. À. Rồi. Thì con thấy chú nói chuyện mắc cười quá à. Chữ gì con rẻ? Đó thì con thấy chú nói chuyện mắc cười quá à, nên con thấy là hả, nói chuyện về chú giống như là hả, thì thà thôi con nói đầu gối còn sướng hơn nữa. Sao con lại hỗn hào với người lớn tuổi thế con? Lý do gì? Con nói là con không thích nói chuyện chú, nói chuyện đầu gối sướng hơn chứ con có hỗn hào gì đâu nè. Trời ơi, cái thằng con rẻ này nữa, mày kể cái chuyện gì thì mày phải kể cho rõ ràng cho má vợ nghe chứ. Thì thật ra cũng đâu có chuyện gì đó má ơi. Rồi thôi, thông báo với mọi người luôn là con bị xếp vô thành phần này rồi nè. Rồi thấy không? Thành phần gì? Không. Đây nè, mọi người thấy không? Rồi thành phần gì đó? Và con thành phần ba que rồi. À, ủa vậy hả? Ba que hả? Châu cha, mọi người thấy Trung Vũ dạ, có thành ba que. Ba que rồi, má ơi. À, xong đời con. Con mà thành ba que là con gái của má cũng là ba que luôn. Mà con gái má là ba que là má cũng là ba que luôn. Là chúng ta rồi, sẽ là ba que tộc tộc thể. À, chúng ta là ba que gia đình hả? Đúng rồi. Đúng là tập thể và gia đình ba que. À vậy hả? Gia đình ba que hả? Thằng con rẻ này. Dạ. Bây giờ đó, rồi, con muốn rồi, nói với má và các anh chị em ở đây á. À không phải, giờ thí dụ như mà bây giờ đã kêu má là má rồi là phải kêu bạn của má là kêu là cô với chú. Đó, con nói chuyện thì con nói chuyện muốn nói với má và cô chú ở đây là thôi gì má với các cô chú là cũng đừng có ngồi nói chuyện như mấy người đó nữa. À lại thôi giờ cái đó thì con không biết đâu chú Pha Lê ơi, nên là hả, thật ra nó nói cái gì á thì nó nói gì kệ mẹ nó đi. Thằng nào cũng vậy hết á, nó nói gì cũng kệ mẹ nó đi, con không có quan tâm cái đó đâu đó. Con có những cái việc con cần làm thì con làm thôi, chứ giờ hơi đâu, con nói thật là bây giờ con cũng không lên mạng nó con chửi nó nhiều nữa đâu. Lâu lâu con chửi cái chơi vậy thôi, chứ giờ nó muốn chọc tức con rồi. Giờ con có tức là cái gì, con đâu có tức. Mọi người thấy đúng không? Anh Thành Trần Trung muốn lên Trung Vũ ơi, có chuyện thôi chú Trần. Giờ mà bây giờ á mà má kêu chú Trung là anh lần là con phải kêu bằng bác Trung á. À giờ con kêu bác Trung đi. Xin chào. Giới thiệu với bác Trung, đây là má vợ của con. À chị má vợ. Giờ kêu chị má vợ. Thằng mắc dịch, mày kêu má thì ra má, mà mày kêu chị ra chị nha thằng này. Mà mày kêu má chị má vợ mày... là ý có nghĩa là má vợ rồi, nhưng mà chị á vợ có nghĩa là má vợ nhưng mà trẻ, nên là kêu là chị má vợ. À phải kêu là má. Ủa chứ giờ má vợ chưa bao giờ nghe mà hả, ví dụ như người ta kêu cái người đó bằng cô đúng không,
kêu người đó bằng cô, nhưng mà tại vì vay vế trong gia đình gọi bằng cô, thật đó là người đó là ngang tuổi với mình thôi, người ta gọi là cô nhưng mà người ta kêu là cô bé đó, chú bé. Giờ mình ở đây kêu là chị má vợ. Tặng má quyệt. Bác Trung ơi, bác Lính Tăng rồi, bây giờ là hôm nay tiết mục hôm nay chỉ có nói chuyện phím chơi thôi, nên bác Lính Tăng đừng có xin lên nữa, không cho bác Lính Tăng lên đâu, bác Lính Tăng lên. Rồi bây giờ là con phải mang sính lễ đến để con xin thì con mới cưới được con gái má vợ. Đã ăn giọng nữa gì đâu mà sính lễ. Ăn giọng nữa gì đâu mà đòi sính lễ, tay chưa nắm miệng chưa hôn, sính lễ gì. Mày muốn gì thì mày cũng phải biết là hối lộ chứ. Má chị má vợ chơi chắc kèo gì ai dám hốt chị má vợ. Đúng rồi, mai nó nói vậy là bạn em là bạn bè của anh Bằng thì em cũng là ba que hả? Anh Bằng hồi nãy em bảo rồi. Gia đình tập đoàn là ba que hết rồi. Chú đây này hỏi mà bây giờ chú đây này gọi là cái gì đó, giờ gọi bằng chú nè, bình thường gọi bằng anh nhưng bây giờ gọi bằng chú. Không có cho ai lên hết, đang nói chuyện với chị má vợ mà. Hôm nay đang nói chuyện phím vui gì, đang nói chuyện với chị má vợ, thấy hình con chụp với vợ không? Đó. À, thấy không? Đứng nhìn ở non sông nước Việt. Đó, thấy không? Cái gì đó? Đây nè, thấy hình chụp với vợ không? À, mày hả bưởi. Sao? À, bây giờ con dê trời ơi mày coi kìa sao trời ơi tôi già nữa rồi kìa thì ai cũng già hết rồi. Bác Lính Tăng nữa xin lên nữa, bác Lính Tăng ơi, bây giờ đây là những cái chia sẻ cho trong khối đại gia đình, bởi vì vợ con giờ đang đi học đó, vợ con giờ đang đi học, giờ có chị má vợ ngồi đây lên mạng chia sẻ mà bị chị má vợ bị ăn hiếp quá, nên là con phải lên tiếng bảo vệ chị má vợ con trong khi chờ đợi cho vợ con đi học về. Được chưa? Ủa mà đàn ông gia đình là phải vậy. À má vợ trong má vợ ở trong danh sách gì? Ủa bà Hồng Nguyễn kia là bà là ai vậy trời? Tuổi đời, trình độ, lý luận. Để yên nha, đừng có lóc nha chị má vợ. Tuổi đời, trình độ, lý luận, chả có giống ai, nói năng kêu căng ngạo mạn. Cái chị Hồng Nguyễn này nói chị Hồng Nguyễn nghe, chị Hồng Nguyễn, em tuổi đời thì đúng là còn trẻ thiệt, mà trình độ, lý luận mà giống ai nữa thì em đâu là thằng Trung Mập nữa, em là cái thứ gì rồi. Người nào giờ ví dụ như mà nói Trung Mập mỗi trình độ, lý luận giống thằng Duy Nguyễn thì Trung Mập thà là Duy Nguyễn mẹ rồi, mất mới thì kêu Trung Mập chi nữa. Còn chị biết sao em ngạo mạn không? Em làm được vậy em mới ngạo mạn chứ, em nếu làm được vậy em ngạo mạn cái gì giờ? Chị làm được như em không? Chị cứ về hoài thiệt á, mấy bởi vì em nói chị á, mấy người sân si như chị chui chui đầu đây chi để bị chửi không biết nữa, đàn bà con gái nít noi soi chảy biết đi. Múc gì đâu chú ơi, anh Nhàn ơi khổ lắm, bây giờ kêu sửa tên đang là chị Hiếu Ngọc mà bây giờ sửa thành chị má vợ thấy buồn rồi. Thằng Mắc Rịch, mày vừa mới gọi má vợ là mày phải gọi ông Nhàn bằng bác vợ. Đúng rồi, bác vợ. Giờ đang thích kêu là anh. Con nói gì đâu vậy chú Thế Linh. Người ta đang bốc mình lên quá, người ta nói mình nhận ngạo mạn thì mình với người ta luôn cho người ta vui chứ biết sao giờ. Thì ngạo mạn không em không xuống mà ông Lợi Minh đâu, Lợi Minh lên nói gì, ông Lợi Minh lên nói chuyện xính lễ hả? Thôi em xuống đi rồi tí nữa lên cho kỳ cục gây ông... đang giao chuyện mà người ta đang nói chuyện với chị má vợ thì đuổi người ta xuống. Cái ông bà này ghét người thiệt tình luôn á. Chị Hồng Nguyễn ơi, hay à chị gọi chị inbox riêng cho em đi, hai chị em mình nói chuyện tình cảm xíu chơi chị Hồng Nguyễn. Nói chuyện coi đó. mình phản biện lý luận coi đứa nào ngu hơn đứa nào chơi vậy. Rồi vâng, đi xuống mình đây. Mình nói chuyện xong mà đứa nào mà chơi mà chửi trước đứa đó thằng chó nha. Xong rồi không được rồi đăng lên Facebook chơi. Rồi đi xuống. Lên phản biện chơi chị ơi. Đi xuống đi nhá, đi xuống đi mấy chị. Rồi, con đi xuống chứ nha chị má vợ. Đi đi con.
Thằng này thôi á, nó mà quậy là thôi á, hết nước. Còn còn mấy con virus đang nghe lén trong diễn đàn đó. Em chào anh. Cái thằng mập này. Mày mắc mớ gì mày, mày muốn tao tới bố mày lên hả, cái thằng mập kia? Chết cha mày chưa, thằng con rể. Rể gì cái này mày? Đấy. Người thì mập ú như con mèo mun đấy. Anh ngồi lên, nằm ngửa đến nói chuyện đấy chứ. Báo cáo các bạn đang nằm trên ô tô cho nên không ngồi được. Lại, không lại không ngồi được. Thế thì đưa sát cái tivi vào mặt đấy. Không có người ta lại bảo là. Rồi, đưa sát tivi vào đây. Rồi, đây. Rồi, chào Ngọc Hiếu, chào các bạn. Thực ra hôm nay là Minh Tăng cũng rất là vui vì cái ước nguyện của một người Việt Kiều đã được em Ngọc Hiếu và anh chú Phan đã chuyển đến người dân Bình Thuận. Con là của ít nên đồng nhiều, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng ta cũng thường là cái này đấy, mà nếu như cái bọn mà nó muốn chống phá chúng ta hoặc là chúng muốn nâng quan điểm cái này cái khác thì chúng ta vẫn cố tình nó nâng quan điểm được. Vậy chúng ta cứ làm gì không hổ thẹn với lương tâm là được. Đấy ạ. Không, mình không hổ thẹn với lương tâm là được chứ còn. Đây anh bảo mình... anh ngồi lên, anh đừng có nằm. Bộ. Anh cho anh Vương Vương Hùng anh ấy mắng kìa. Ôi giời. Từ từ đã. Rồi. Rồi ok, rồi đó. Từ từ. Nó là thế này, thực ra em đâu có phải là người làm từ thiện đâu, khổ quá. Nghe cái hôm mà Thanh Long đấy thì ai mà trong cái đấy thì ai cũng có cái tấm lòng như vậy thôi chứ chẳng cứ gì riêng mình em. Nhưng mà rất may là nay Thanh Long nó đã lên giá rồi thì cũng đỡ, nhưng mà ngược lại thì cái người Việt Kiều đó họ cũng có tấm lòng về với quê hương với đất nước mà cứ từ chối thì cũng thấy ngại mà. Nếu mà đúng ra mà nói là cái người mà người ta đã khó khăn á thì 10.000 họ cũng thương cũng quý chứ không cứ dịch là phải 500 một triệu đúng không anh? À đúng rồi. Dạ. Thứ ra mình nói đây này kể chuyện với các bạn một tí. Các cụ nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no cũng đúng thôi. À, anh nhớ là cách đây chừng hơn một chục năm. Hơn một chục năm thì anh cũng vướng vào cái cảnh mà lợ lần chồng chất. Nói chung là cũng bị tin bạn. Em mà lần chồng chết cho nên không có cả tiền để mà mua xăng xe đi làm. Có những lúc trong túi chỉ có tờ 500 con thôi. Yeah. Một tờ 500 con. Mà ăn một ngày trời thì em biết là mức độ nào. Chỉ đủ tiền mua một mớ rau muống thôi. Thế lúc bây giờ mình nhớ ra nhà người yêu của mình. Chìa khóa nhà người yêu đang trọ học. Mình cầm. Thế là người yêu và em, người yêu thì về quê. Thế là mở cửa truy vào thì đúng là vét cả mà trong cái thùng gạo nó chỉ còn độ một bát gạo áo lếp thôi. Thế là cũng may quá, thế là một bát gạo lếp và 500 con là ăn có được một ngày. Thì chúng ta lúc bây giờ nó quý, quý đi nhiều nào. Đấy. Thì vậy thì những cái đồng tiền tuy nó rất là nhỏ thôi. Dạ, nhưng nó chứa đựng ở trong đấy, chứa đựng trong đấy những cái tình cảm của một người con đất Việt xa quê. Và nghĩ tới những người ở đồng bào ở Bình Thuận đã bị cái Thanh Long rớt giá và bị lỗ rất là nhiều như thế. Đây người ta gửi gắm một chút tình cảm, một chút tình cảm. Nó bé, cái đồng tiền nó bé nhưng cái tình cảm nó lớn vô cùng. Mà thậm chí chúng ta mỗi người, một mỗi người chúng ta có thể góp một gần đấy thì chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu người. Cái đấy thì anh em mình cũng phải lên có những cái vấn đề mà cũng phải nói như thế này nè, đối với những cái thế lực, những cái thành phần mà nó muốn bôi nhọ anh em mình và họ muốn thì họ nói gì cũng được, cũng không thể tránh khỏi được những cái điều kia, tiếng điều nọ thế kia. Nhưng quan tâm quan điểm của anh và chắc là mọi người cũng giống như anh, miễn là cái dâu cứ cảm mà rốn người dưới bụng nó mọc thì chả sợ thằng léo cả. À xin lỗi anh nói bậy một câu đấy. Chả sợ thằng nào chụp mũ cả. Đấy, bản thân mình cũng đã bị chụp mũ rồi cơ mà. Đấy, có chụp lên bóc 5-7 cái mũ. Mà lính tăng vẫn lại chỉ là lính tăng rồi. Mà thôi, cũng chả là người khác được. Dạ.
rồi sao anh Đinh Giang lại chung bản thân mình, nhưng mình không. Dạ. Cứ thế mình về thế mình làm thôi chứ em... còn chả việc gì mà phải gây đâu mà chấp bản cái người này người khác. Anh Tăng, em cũng chia sẻ như này, em có một thời gian thực sự rất là khó khăn. Và kể lại mà em muốn rớt nước mắt á. Tức là lúc đó khi trong nhà em không còn một cái gì gọi là có luôn, không còn một cái gì để mà sống hạt gạo không có, cái son nấu cơm không có. Đúng rồi. Nè, lúc bây giờ cái son nấu cơm không có, hạt gạo không có, mà bạn bè em hỏi thì không phải nói là có tiền hay không. Thì anh tin ông, em vét hết đồ trong nhà ra và bán đồng nát được 1,1 triệu. Em vẫn sống được gần 2 tuần 1,1 triệu. Thế là em sống hơi hoang đấy. 1,1 triệu như... Không, thật. Anh phải để em nói đấy chứ. Thì em sống được gần 2 tuần 1,1 triệu. Mà trong 1,1 triệu đó là đến khi em đi với bạn em vẫn cả, em vẫn trả tiền và này khác em vẫn trả tiền. Nhưng mà em về nhà là có khi tối đó em không có cái ăn. Em vẫn đấy. Không nói với ai là em khổ đến mức độ như vậy. Em vẫn chấp nhận. Cho nên là em có một cái chị bạn mà chị ở nước ngoài đó, thì cũng chơi thân với em từ bé. Thì em cũng nói chuyện chân tình, hai chị em cũng chia sẻ với nhau như vậy. Chị thì có chuyện gì chị cũng chia sẻ với mình có chuyện gì mình chia sẻ với chị ấy. Thì chị cũng chỉ gửi cho em có mấy trăm đô thôi, mà chị vượt cứu em vượt qua được cái thời điểm đó. Cho nên từ lúc đó là em rất trân trọng những người Việt kiều ở nước ngoài. Không, thực ra thế này này, người ta giúp mình ấy thì đôi khi người ta giúp với tấm lòng chân thật của người ta, và người ta cử cái quan điểm của anh thế thôi, là cho đi là nhận lại. Chứ mình không nghĩ mình cho cái này mà mình sẽ nhận lại của người ta cái khác. Mình cho đi với tấm lòng của mình thì mình sẽ nhận lại những cái tình cảm của người khác đối với mình. Quan điểm của anh là như thế thôi. Chứ mình đừng nghĩ rằng khi mà anh biết sao không, khi mà cái người đó, người Việt kiều đó, người ta nhờ em mà em nghĩ ngay, em bảo là khi mà các bác chồng Thanh Long mà bị chết hết, có khi trong nhà không có hạt gạo mà ăn á. Không đúng mà. Đấy. Anh nói thế này này. Ở cái nhiều khi ấy thì mình đặt cái lòng tin không đúng chỗ. Dạ. Đấy, hoặc là thế này là khác, có những người thì mình phải nói thẳng như thế này, cũng có những người lợi dụng cái việc từ thiện đó để mà kiếm cái thu nhập cho riêng mình, và có những người lợi dụng cộng đồng mạng này để mà kiếm tiền, cái đó có. Thế nhưng mình nói là cái trong cái số những người đó không phải anh em mình là được, nói thật sự đấy. Chứ mình nói là không phải là không được, cũng vì những cái con sâu đó mà có khi có người ta lại đánh đồng mình với người ta. Nhưng cái quan tâm là lòng mình nghĩ gì và những người thân của mình nghĩ gì mà thôi. Chả hơi đâu mà đi chấp những cái kẻ mà chuyên môn và xuyên tạc hoặc là bới lông tìm vết, bới lông vết. Anh phải nói thực sự, anh em mình nên lên mạng ra này nói chuyện thực tế. Mình nói nó cũng không được trau chuốt lắm, bởi vì mình anh em mình có học cái trường lớp đào tạo chính trị nào đâu, có được đào tạo là không được đào tạo này, và đôi khi cũng không phải nhà văn nhà thơ và không phải nhà hoạt động chính trị. Do vậy cách đặt vấn đề và cách nói chuyện có những cái mà mình không thể nào lường hết được. Thì đôi khi họ lại lấy những cái đó để họ đã bới lông tìm vết để họ chụp một cho mình cái mũ nào đó. Đấy. Hoặc là họ nâng cái quan điểm nó lên. Thì từ anh nói thực sự cái này, ở đây nhà anh Ngọc Hiếu anh cũng phải nói thật, kể cả có cụ Hùng Vương ở đây anh cũng nói, kể cả như việc của Lợi Minh, họ cố tình họ lưng quan điểm, họ lưng quan điểm này, nói xấu hình tượng rồi là giống như là hoạt động để diễn biến hòa bình, hạ bệ thần tượng, ok. Nhưng thực tế cái câu chuyện đó, anh nói thực sự là anh nói hôm nay đây, ngày mai sẽ có người trẻ anh đã đưa anh vào danh sách nhỏ ra cho anh phải nói thật, đấy. Một người con xa quê, người ta hiểu chưa hiểu được ở cái quy trình nhỏ quy trình kia, thì chúng ta phải trách nhiệm để phân tích để cho họ hiểu, đấy mới là những con người. Chứ con người mà cứ nâng quan điểm lên thế này thế khác, đặt vấn đề nâng quan điểm về chính trị
thì phải nói thật, nói thẳng và nói là Linh đang khinh. Mặc dù kể cả những người đó là những người đồng chí đồng đội của mình. Đấy. Mình cũng coi thường, mình cũng coi thường. Bởi vì không làm đúng được cái lời Bác dạy. Lời Bác dạy là phải tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, mọi thành phần, để tạo nên sức mạnh trong cái cuộc chiến đấu trên không gian mạng này. À, nhưng người ta chỉ vì cái tôi, ta lân quan điểm lên tất cả, từ việc ta lân quan điểm lên về vấn đề này, vấn đề khác. Người ta tập trung vào, à, người ta đánh người này, đánh người kia. Chứ không phải mà có cái tinh thần của Bác là luôn luôn lúc nào cũng nuôi kẻ thù. Đấy, để kẻ thù nó về với mình. Cả nhà comment xem sao mà nó lại đứng hình như này ạ. Bác Trần Siêu vào xanh xích đen rồi, mai anh Lính Tăng đến lượt. Anh Lính Tăng đến lượt thôi. Hiếu Ngọc nên nghe anh Vương Hùng và chú Đỗ Hạnh khuyên. Em cái tên thị thương người ghét vẫn phải gọi, cho là còn và mất là gieo nhân hài, gieo nhân nào thì cũng gặt quả đó, cũng thấu vào mình, đó là quan điểm của Phật giáo. Dạ vâng, cái dạ vâng ạ, chú anh Lê Đức Thanh ạ. Không sao là không sao, cái gì anh Nguyễn? Đánh người chạy đi không bao giờ đánh người chạy lại mới đúng là cộng sản. Dạ vâng ạ. Vì là phong trào quần chúng nên không thể bắt bẻ từng câu chữ. Ủa? Anh Nguyễn? Chào mọi người. Em vừa đi uống rượu về, thấy về thấy chị mời. Hôm nay chương trình gì chị? Ủa sao chị lại mời em à? Chứ sao chị bấm rõ ràng, chị bấm Lê Đức Thanh mà sao lại mời em nhỉ? À, là anh lại... Hôm nay chương trình gì? Thì chương trình cứ chống ba que thôi. Rồi chương trình mấy ngày nay chị cũng những cái vấn đề nó ấy thì thôi, chị giờ chị không có muốn nói, ai muốn nói gì nói kệ họ, giờ chỉ có chống ba que thôi em. Và nói chung là thực ra thì em thì theo quan điểm của em thì cũng có một cái điều là nói thật sự với chị Hiếu Ngọc là ngay cả bản thân em tin chắc là mọi người cũng vậy. Bản thân em thì vừa rồi cũng có những cái chuyện nọ chuyện kia trong anh chị em ấy. Thật sự là em cũng thấy rất buồn. Buồn luôn. Thế và ở đây là nói chị, cũng nhân kia tiện. Bây giờ không có gì để buồn, tại vì chị không buồn thì thôi, tại vì như này này. Cứ nói, nếu nói như diễn biến hòa bình thì từ khi mà chị lên mạng tới nay là em thấy chị chống ba que đúng không? Và chị không ngưng nghỉ ngày nào, nhưng mà từ hôm mà chị bị đánh, bị họ đưa vào tầm ngắm và họ xuyên tạc bịa đặt cho chị á, thì chị lại quên mất là chị đang chống ba que. Thành thử từ ngày đó chị không có chống ba que mà chị cứ cứ phải suy nghĩ đến những cái lời những người này người kia nói, hay là những cái chuyện mà không đâu. Thành ra chị đâu có chống ba que đâu, và cuối cùng là ba que nó cứ thích xuyên tạc cái nào nó xuyên tạc, mà thích nói gì thì nó nói đấy, cho nên tâm trạng chị không có để mà vào xem những cái bài chúng nói rồi những cái bài chúng viết. Đó là chị thấy là nó đã bị như vậy rồi đó, cho nên đó. Nói chung là và em thì cũng nhân tiện hôm nay thì trên cái diễn đàn của chị Ngọc thì cũng có một cái một vài lời. Thì thực ra thì đối trong một thời gian vừa rồi thì em cũng rất là buồn, buồn vì là anh em trong nhà, bởi vì là thực chất ra thì như chúng ta đã biết rồi, trong các cuộc chiến thì chúng ta luôn luôn, tức là mặc dù là bạn thật, thế nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải là xem là họ là thế nào, phải không? Đúng rồi. Đấy, cho nên là cũng có những cái mà rất là buồn, mặc dù là giữa hai bên thì cũng đều có, thật sự ra là cũng có lòng yêu nước và cũng có nói lên cái tiếng nói của mình. Thế nhưng mà trong thâm tâm thì như thế nào thì em không đánh giá ai là như thế nào cả, mà còn phải xem.
Thế vào đây cũng nhân tiện cái diễn đàn của chị Hiếu Ngọc, vì được chị Hiếu Ngọc mời lên thì cũng xin phép và xin lỗi anh chị em là trong thời gian vừa rồi là em cũng tất cả các anh em bạn bè đấy thì em cũng hủy kết bạn hết. Cũng đấy cũng là một cái nguyên nhân mà em rất buồn. Buồn cho nên là em hủy hết kết bạn hết với lại tất cả anh em. Thế nhưng trên tinh thần là em vẫn theo dõi anh em và theo dõi các diễn đàn, thì có những các cái diễn đàn nào như là có ba que hay là có việc nọ việc kia thì em rất là hay thích lên. Đấy, cho nên là mặc dù là hủy kết bạn với mọi người thế nhưng mà em vẫn theo dõi mọi người và cũng vẫn cứ lên tham gia cùng với mọi người, gọi là có một cái chút tiếng nói với mọi người. Đấy, và cũng thật sự là xin lỗi với mọi người là thời gian vừa rồi là cũng hủy cái kết bạn cùng với mọi người. Và hiện tại bây giờ thì ngay kể cả chị Hiếu Ngọc em cũng hủy kết bạn luôn. Thế và trên tinh thần này em vẫn phải theo dõi chị Hiếu Ngọc và ngày nào em cũng phải cũng vào. Mặc dù là nhiều khi công việc nó bận một chút hoặc là về muộn một chút thì em vẫn cứ vào tham gia chương trình bình thường. Mặc dù là trên danh sách bạn bè thì là không có nhưng em vẫn tham gia bình thường. Đấy, nên cho nên là có một cái điều em muốn nói là thôi có những cái gì như ngay như cả bình thường với tất cả mọi người. Những lần trước thì em vẫn khuyên mọi người và có những người em vẫn nên. Em có ý kiến là thôi anh em trong nhà 9 bỏ làm 10. Có những cái chuyện gì thì nên có cái trao đổi riêng. Nên có trao đổi riêng bằng cái vấn đề riêng tư với là gọi Messenger hay là gọi bằng điện thoại chẳng hạn thế. Chứ đừng đưa nhau lên trên mạng nữa. Không, em này, em không hiểu quan điểm của chị. Không, chị để em nói đó. Chị để em nói đó. Không phải là em nói chị hiểu không? Thế mà tức là trước kia đấy thì em vẫn thường có ý kiến với mọi người. Thế nhưng mà ngay như trong cái việc cái hôm qua đấy, chị có cái vấn đề đấy thì ngay cả em ở bên, mặc dù em không nên nhưng mà em ở bên dưới em vẫn ủng hộ quan điểm là với những người như thế là mình phải nói. Tại sao mình phải nói? Nói là vì để cho mọi người biết rằng là cái người này như thế nào. Nếu khi người ta có những cái gì đấy mà người ta dám nói thì em lại không dám nói cái việc đấy. Nhưng khi người ta không có, người ta đặt ra những cái việc nọ việc kia thì mình phải nói. Thế và tại sao phải nói? Nói là vì để cho mọi người biết rằng là con người này nó như thế này. Thế nên thực ra thì ngay ở em bên dưới em comment ấy thì em bảo là em chỉ cần vào trong nhà Du Nhã Linh 2 hôm thôi. Tức là trong cái cảm nghĩ của em đã có một cái điều, có một cái điều gì đấy nó cảm tưởng như là mình không cảm tưởng cái tin tưởng. Thật sự thế. Đấy là với quan điểm của em thôi. Chứ còn mọi người như thế nào thì mặc mọi người. Đấy, thế thì em cũng nên chia sẻ một chút như vậy thì cũng đề nghị là trên quan điểm thì chúng ta tập trung vào mọi vấn đề là chống ba que. Chứ hôm qua em thì em cũng dễ tin người, mà chị Hiếu Ngọc bảo là chị thôi cái em cảm tưởng em buồn mà thôi chết rồi, chúng kế của chúng nó rồi. Thế thì thực ra thì về cái mặt trận này thì nó còn lâu còn dài và trên cơ sở là dạ, vâng, anh. Qua các cái cuộc để đến ngày hôm nay và đất nước ta được như thế này thì đối với những người cũng như thế nào thì chúng ta phải biết rồi. Thế cho nên là dù có như thế nào đi chăng nữa mình cũng không được đầu hàng chị ạ. Rồi. Cho nên là chúng nó càng thế thì mình lại càng phải mạnh mẽ. Chứ thì không thể việc nọ. Và cũng hy vọng sau khi cái lời nói của chị thoát ra thì từ nay những ai mà vào tham gia diễn đàn Hiếu Ngọc là không nhắc lại nữa nha. Thứ nhất là chị đã nói một lần rồi, chị đã bị những người đó chụp mũ và vu khống, ăn không nói có, nói dựng ngược lên cho chị như vậy. Và chị đã có thiện chí là nhắn tin gọi Messenger nhưng mà họ không có chịu nghe. Và chị đã nói vào một cái live stream và chị tìm đến để nói chuyện trực tiếp với chị, nhưng mà họ vào trong live stream rõ ràng nhiều người nhìn thấy họ vào nhưng mà họ không dám lên đối chất, thì chứng tỏ là họ là người xuyên tạc bịa đặt. Và đến cái live ngày hôm qua thì đến cái video ngày hôm qua có một anh em chị em chia sẻ là có người chỉ đạo như thế nào như thế nào, thì tất cả những cái như vậy thì sau khi chị nghe như vậy cái là chị hủy kết bạn với tất cả những ai mà đang có cái hành động và có những cái lời nói và có những cái cách suy nghĩ là đang muốn dập cái tiếng nói của chị, thì chị hủy kết bạn và chị sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Và đối với chị
ai đang chửi, ai đang nói, ai đang muốn làm gì chị cứ làm. À, tất cả quý cô bác anh chị em ở đây cũng biết Hiếu Ngọc lên đây bao nhiêu năm tháng nay đã làm những gì và có những cái suy nghĩ gì thì mọi người đều biết. Hiếu Ngọc không đòi hỏi và không trách cứ một ai và cũng không suy nghĩ nữa. Tất cả cho vào dĩ vãng em ạ. Tất cả cho vào dĩ vãng. Chị đã không quan tâm thì chứng tỏ đối với chị đó là những cái gì mà chị không quan tâm, nó là vô hình. Nó là vô hình, chị không quan tâm nữa. Đấy, là chị quyết định từ hôm nay trở đi chị không nhắc lại nữa và chị coi đó là vô hình. Vậy thôi, còn ai muốn nói gì thì nói, kệ họ đi em ạ. Chị không quan tâm. Ý chị là như vậy. Và bây giờ là phải chống ma que. Chứ mà cả cửa tháng nay rồi em thấy không, mình đâu có tìm hiểu về những cái gì chúng nói, cái gì chúng đang làm gì trên cộng đồng mạng. Đó, cho nên bây giờ mình phải chống đến khi nào chúng mệt quá chúng nghỉ rồi thì là thôi. Tức là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đúng rồi, nào chúng mệt rồi. Bởi vì chị nói với em á, con đường chúng ta đi là tiếp theo là những cái gì thì chúng ta đã chọn rồi. Dù là trông gai hay dù là có thế nào, bởi vì nếu họ càng nói chứng tỏ nhá, chứng tỏ chị đã thành công trên con đường chống phản động, trên con đường chống luận điệu xuyên tạc. Họ càng xuyên tạc, họ càng nói, càng đánh phá chị thì chứng tỏ tiếng nói của chị có giá trị. Đúng rồi. Đúng không? Nói chung là em chỉ cần nói với chị một điều như này này. Trong cái cuộc sống mà nó có rất là nhiều những cái điều mà thực tế trong một thời gian nó xảy ra rồi đấy. Chị em chỉ nói với chị là người ta có nói như thế nào, mình nói một lần là xong. Thế và quan điểm là mọi người nghĩ gì về, tức là mọi người nghĩ gì về chị, có thế thôi. Tức là chị chứng tỏ rằng là chị là như thế nào thì người ta, thì cái bên kia người ta mới như thế, và được lại càng càng như thế thì chị lại được càng được mọi người người ta yêu mến. Thế có thế thôi. Thì còn quan điểm thì em cứ nghe thì em biết. Tức là khi mà người ta live stream rồi mà người ta còn vẫn còn chỉ đạo cho nhau làm những cái việc đó thì chứng tỏ rằng ý trời đã cho mình biết. Đúng không? Đó là ý trời đã cho mình biết. Chứ không phải là đừng có nói là giả đò. Không, đừng có nói cái nào thật là thật, cái nào đúng là đúng. Cho nên đối với chị bây giờ là khi chị đã nói một lần là chị còn tôn trọng để cho họ làm người trong mắt chị. Còn khi chị đã hết nói và chị đã hủy kết bạn, đối với chị họ là vô hình. Xong. Ok. Kết thúc. Đúng rồi. Kết thúc một cuộc. Kết thúc. Thực ra thì em cũng thấy rằng là một số các bác các chú có tuổi mà thật sự là bản thân em thì cũng rất là tin tưởng. Thế nhưng đùng một cái khi nó xảy ra mà bản thân em cũng cảm tưởng, em thấy cảm tưởng em sốc mà. Thật sự không, mình không nghĩ rằng là mình lại nghĩ không, thật sự là em không nghĩ rằng là các bác chú lại có những cái việc, có những cái lời nói như thế mà. Đấy em nha, cảm tưởng em kể cho em nghe. Khi mà chị vào trong Messenger là chị nói thật, ngày hôm nay chị đọc tin nhắn không kịp luôn á. Tin nhắn này rồi cuộc gọi Messenger này, mọi người gọi và mọi người quan tâm, mà càng quan tâm chừng nào chị tủi thân chị khóc chừng đó. Càng quan tâm chừng nào chị tủi thân chị khóc chừng đó thì cái cuộc gọi cuối cùng là chú có một cái chú kia là cựu chiến binh và các chú đang vận động cựu chiến binh để lên mạng bảo vệ chị. Đó là có một chú cựu chiến binh thì chú nói là chị cũng không quên mất tên rồi mà thật sự cũng không kết bạn nên là không biết. Thì chú nói là chú đã mấy các chú là nghe người ta đánh phá cháu là chú rất là buồn, cho nên là các chú sẽ rủ một vài chú nữa để lên mạng để sẽ ủng hộ cho cháu và thông cảm. Đó thì những ai mà đánh phá cháu thì các chú sẽ bảo vệ, nên là chị từ chỗ đó là chị xúc động quá, cho nên là chị lúc đầu vào thì nó hơi khó chịu thế thôi. Em có người xin lên này, Ngô Huyền Mai xin lên em. Hôm nay có chương trình gì không chị, hay là chỉ nói chuyện bình thường thôi? Em có thơ gì thì đọc đi, em có thơ gì đọc bài rồi xuống để Ngô Hiền Mai nó lên xem nó chém gió cái gì. Đọc thơ.
Đọc thư em phải che mặt thì chứ em thơ của em nó hơi, tức là thơ thì là thơ trong sáng đấy, nhưng mà người khác người ta nghe lại thành những cái hôm qua chị đọc rồi chị biết, thực ra nó là rất là trong sáng đấy, nhưng mà có thể người khác người ta đọc như lại nó lại thành A thành B thành C mệt lắm. À. Vậy thôi em, hôm nay lên thì nói chung là cũng thấy chị mời thì em nên em có mấy lời như vậy. Thế còn trên quan điểm là em là em chỉ có thích dập ba que có thế thôi, Đúng rồi. thế còn tình nói chuyện tình cảm thì cũng nói chuyện được, kể cả chửi nhau luôn em cũng chửi nhau được. Rồi. Thế nhưng mà Xuống vấn đề Văn là Nguyễn Loan xin lên này. Rồi ok, mai vào vui rảnh gì thứ 8 bây giờ cứ người này xin lên nào. Tất cả trên đây là 8 cuộc xin lên rồi này. Em xuống nhá. Rồi. và chào mọi người. À. Tự xuống được không đó mày? Em không xuống được. Trời ơi, cứ thanh niên mà lên được không xuống được. Đâu rồi, bác Nguyễn Loan đâu đây? Rồi bác Nguyễn Loan lên đi, bác Nguyễn Loan. Chị Vương, Vương gì? Vương Talia ở Nga. Ngày hôm qua chị Vương Talia ở Nga bị ấy mất nick rồi ạ. Sao bác Nguyễn Loan không được? Alo, Dạ, chị bác. ở Nga thấy không? Giờ giờ ta thấy mấy cái chuyện chúng nó con Phùng Út Hà và thằng Trịnh Hoài Nam làm nó cứ đi hết người lại người kia, cứ ai là nó chủ nó dập nó thế kia. Thì bây giờ thì bác thấy con thế thì bác cũng động viên đấy, là bây giờ mình không có để ý nữa, mình bây giờ mình tập trung đánh ba que đi đấy. Thì ba que nó đang đang làm loạn ngoài kia, đang thế kia chú tâm mà chúng nó là rất là mệt mỏi đấy. Thì bác chỉ động viên con như thế thôi, và đừng có nản. Mình như thế là lản là coi như là chúng nó là thắng đấy. Còn tao thì hôm hôm ta lên chỗ Cầm Nguyễn á, thì tao bảo thấy cháu Ngọc đang ly, mà cứ buổi cứ cứ mỗi đúng cái giờ là ta sang nhà Hiếu Ngọc coi như là khán giả độc giả. Nếu mà hôm đấy thì sao vào lại không vào được đấy, mà lại có cái là nhắn tin là bảo là sao là bác hay vào xem mà hôm nay không vào được thì lại không nhắn được. Không biết là có trong cái gì thì mở cho bác với, nếu mà có chặn bác đấy thì bác cảm ơn. Vâng. Thì nói chung là con đã nói rồi, tất cả khi mà con bị những cái thông tin này nọ của người này người kia thì con có block một rất nhiều nick, thì không biết là trong đó cũng có khi là một là con block nhầm cái nick của bác, nhưng mà sao cái nick bác vẫn lên được đây? À thế là tao mới gọi là thích xem quá mà hay xem á, tân lập cái click vào xem thì là mọi hôm vẫn xem mà. Tao có gọi điện cho Lợi Minh, Lợi Minh bảo là sao mà bác hôm qua bác vào và bác xem Hiếu Ngọc nó không được. Lợi Minh nó bảo là chắc là nó bị đánh phá, thế là nó có thể là nó block nhầm bác để con Để tí nữa lát nữa con tìm thì con mở lại. Cảm ơn con nhé. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Sức khỏe anh Thành Trần Trung anh ấy lại muốn lên đó bác.
Rồi rồi, cho bác xuống rồi. Dạ. Trần Trung lên. Anh Thành, Thành Trần Trung, em Trần là ai thế này? Chờ em chút. Vâng, chào Lính Tre, hỏi xem nick gì. Nick gì là nick gì ạ? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nhé. Ủa sao không được ạ? Đây. Ôi, lại phải ngồi lên tí. Vâng. À, nãy đang nói dở, thế là cái điện thoại nó vợ nó gọi, vợ yêu nó gọi, cho nên khổ lắm, nên phải tắt đi để nghe vợ yêu không được. Là tôi về từ Hà Nội, Lào Cai về Hà Nội nó phạt chết bố. Dạ. Thì cũng chia sẻ với bà con thế này, thì cái công việc của anh em mình nó chống cái luận điệu xuyên tạc của ba que và chống cái dân chủ của trong nước, thì cái hướng đó thì anh em mình cứ thế mà đi. Anh nghĩ rằng sau cái nay chim hôm nay thì chắc là anh em mình cũng không nên đả động đến một cái việc gì của những nhóm khác nữa. Đấy. Dạ. Chỉ chuyên vào cái mục đích chống bọc queo và chống dân chủ của trong nước thôi. Thế thì cái tin mà mới nhất hiện nay ấy, là tên Nguyễn Văn Tạo cũng đã bị sờ gáy, đã bị bắt. Dạ. Đã bị bắt. Và Nguyễn Văn Tạo nó là ai đấy? Nó đã trong cái... Nguyễn Văn Tạo. Nó là cái hội trong cái văn văn đàn độc lập của tên Nguyễn Ngọc, tên Nguyễn Duy, nhà thơ Nguyễn Duy, và một số cái thành phần, nó gần 100 cái thành phần đấy. Thì hắn cũng đã khai ra là hắn được sang Singapore, được Việt Tân tổ chức cho hắn sang Singapore để mà đào tạo cái công tác chống chính quyền, chống lại đường lối của Đảng, và để mà gây cái thanh thế tại Việt Nam. Thì cái tên Nguyễn Văn Tạo này là một trong những tên ủng hộ trong cuốn sách Gạc Ma Phòng Tròn Bất Tử. Để do vậy chúng ta thấy rõ được cái âm mưu của cái thế lực thù địch và những cái thành phần muốn chống đối lại Đảng và Nhà nước trong cái cuốn sách Gạc Ma Phòng Tròn Bất Tử. Nguyễn Văn Tạo, Lê Văn Lương, rồi là thằng gì mà anh đã gặp vào bờ hồ rồi, thằng Đo Lon, thiếu tá cựu chiến binh Phan Chí Định. Thì chắc là Nguyễn Văn Tạo bị bắt thì sẽ nói ra một số những thành phần nữa cũng sẽ nhập kho. Tin tưởng rằng tới đây thì công an, lực lượng công an của chúng ta cũng dần dần đưa những cái loại thành phần đó vào ăn công cân mặc áo số, suốt đời không làm mà không có ăn. Cũng sẽ phải xử lên 16 đến 17 năm. Và khi ra tù cũng 7-80 rồi, lúc này chống gậy cũng trả xong, nên đâu mà chống cộng. Anh thấy có cái nick, em thấy bữa nay là có cái nick mà cái gì vui vẻ đó, anh vui vẻ hay là cái gì vui vẻ đấy, là một cái nick Nguyễn Văn Thanh hay là cái gì Thanh ở Hải Dương đấy, là hai cái nick đấy và Nguyễn Lương Thủy là ba cái nick đó đang chờ. Thực ra anh nói thật, cái thằng Nguyễn Văn Thanh này đấy, anh cũng rất là bận, chưa về Hải Dương. Nếu chưa về Hải Dương được ấy, anh sẽ rủ Thế Đình Hoàng đến tận nhà nó, anh xem cái mặt nó một ngang với giọng nó như thế nào. Thằng em Nam Sách Hải Dương à, mà Hàm Ngọc Hồ hôm nào có đi không ở Vũ Văn Tạo. Ôi giời, Hàm Ngọc Hồ, Vũ Văn Tạo với Nguyễn Văn Tạo đưa cái ta nhầm một tí, để chú được khi chú vặn vẹo một tí, ông Trung Ngà chết ở chú dạo này vì chú hơi bị ác đấy à. Trước anh bây giờ là ông rồi đấy hả? Lê Thương hả? Lê Thương là ai? Em Ngô Hiền Mai, lát nữa lên chia sẻ. Thế thì còn ông Hàn Ngọc Hồi, hôm nào mà tôi rủ ông Thế Minh Hoàng về nhà thằng ở Hải Dương ấy, thì ông có đi không ông? Chết được hôm nay, là này ông ơi, phải dùng từ ông Trung Ngà, thế thì chán quá, chẳng biết cái ông Hàn Ngọc Hồi ông ghét được cái gì mà hôm nay ông ấy, hay là có cái điều gì khúc mắc thì ông cứ không phải đâu, cái vẻ là không phải
La Khải đâu chị. Châu La Khải là một cái người mà đâu. Trong cái tướng nghèo, còn cái thằng vui vẻ đây là nhìn cái tướng đá nó to hơn. À, chào em Tiến Trung. Xem cái này. Tự nhiên mất anh mất Trung xuống đi cho anh chào em. Tôi xuống đi. Đấy, anh xuống đi. Anh xin cho anh lên miếng. Chào anh Tư Tân Bình ạ. Ờ anh bố anh vui vẻ. Vâng, chào anh ạ. Chào em gái Ngọc Hiếu, chào anh chị em các bạn trong giới đàn. Cảm ơn anh Thành Trung. Thì nói chung là Minh Lên muốn chia sẻ với anh chị em các bạn một chút xíu là chúc bà con ở Bình Thuận có một cái buổi tối, một buổi tiệc rất là vui. Lại Minh muốn báo cáo với bà con Bình Thuận là thanh long của Việt Nam của mình được xuất khẩu qua Mỹ với cái giá rất là tuyệt vời. Và là Minh sẽ cho bà con xem đây là một cái giá hiện nay chợ Mỹ nó đang bán là 8 đô la cho nửa ký. Nửa ký nhá. Chưa tính tiền gửi nhà. Đấy các bạn biết là thanh long ở Việt Nam mình hiện nay được xuất khẩu qua Mỹ nè. Đây là thanh long Việt Nam nha, Vietnamese white garden good. Các bạn thấy còn cái loại mà thanh long mà ruột đỏ mắc hơn nữa, tới 10 17 đồng mà nửa ký. Các bạn anh quý ông bà anh chị em các bạn thấy đó. Tại vừa rồi thanh long của mình trong nước nó bị ứ đó là do mình bị cái tâm lý của người nông dân của mình đó, với lại cái thị trường Việt Nam mình đó, mình không có cái giới gọi là bảo vệ cái môi trường. Xin lỗi, bảo vệ cái consumer là cái người mà tiêu thụ đó anh chị em các bạn. Cho nên người nông dân của mình họ làm ăn, họ trồng trọt nhưng khi họ bị thiệt hại rất nhiều. Bởi vì các bạn thấy cái chính sách mà cái vấn đề mà ở trong nước mình hiện nay các bạn được thừa hưởng một cái quyền tự do dân chủ phải nói rất là tuyệt vời. Ở Mỹ các bạn biết cái gì nó cũng có luật của nó. Ngay cả tất cả các hàng hóa các bạn biết nó có một cái luật bộ về consumer. Nó có một cái bộ bên đó. Nếu mà làm ví dụ như đầu cơ tích trữ hay cái gì mà ép giá ép hàng rồi đó là nó tụi luật nó bút dăng vô dách là coi như là mệt lắm. Thành ra lại Minh muốn lên để chia sẻ anh chị các bạn đây là một cái loại thanh long của Việt Nam của mình. Các bạn thấy hãnh diện không? Mỗi khi mà lại Minh thấy bất cứ những cái hàng nông sản của Việt Nam mình mà được bán ở bên Mỹ đó là các bạn thấy là mình cảm thấy rất là tự hào. Vô là cái món hàng đó cái đứng có hoài à. Đứng có hoài mình thấy cái chữ Vietnamese đó, là mình cảm thấy người dân của mình ở trong nước đang ấm no, đang có cuộc sống tốt hơn. Tại vì các bạn biết những cái hàng hóa đó Mỹ nó là một cái thị trường lớn. Nó xài đồ nó rất là phung phí. Nó là cái thị trường lớn mà, cho nên nhà nước Việt Nam mình hiện nay đang tận dụng cái thị trường này để đặng mà xuất khẩu, mà mình mà xuất khẩu vào trong Mỹ được đó thì cái hàng của mình chất lượng là cao. Các bạn biết hiện nay hàng hóa Việt Nam của mình đó, đi vào trong cái những cái chợ siêu thị của Mỹ đó phải nói là hơi bị nhiều đó, chứ không phải là ít đâu. Ngay cả những cái đồ mà gọi là đồ hiệu đó anh chị các bạn, ở những cái cửa hàng cửa tiệm mà nó gọi là Macy đồ, Rusy đồ, các bạn biết là những cái hàng mặt hàng mà Make in Việt Nam bây giờ nó rất là nhiều. Đó, cho nên lại mình muốn lên chia sẻ với bà con nông dân ở Bình Thuận yên tâm lo làm ăn, phấn đấu và cùng bác và đảng xây dựng cái quốc gia tổ quốc mình ngày một tốt đẹp hơn. Thì nói chung thì trên cái cộng đồng mạng mà anh chị em các bạn cũng biết nó muôn màu muôn mặt muôn hình muôn vẻ. Thì hôm nay tôi thấy cái cuộc live stream của Ngọc Hiếu rất là cảm động. Khi mà anh em cái gì cũng vậy nó có xảy ra thì mình mới hiểu được nhiều hơn. Mình mới thông cảm được nhiều hơn và mình mới phấn đấu nhiều hơn. Và các anh chị em các bạn thấy khi những cái tinh thần mà đoàn kết của anh em chúng ta đó, anh em chúng ta bất đồng chính kiến nhưng mà chúng ta không bất hòa, thì các bạn biết các thế lực thù địch, tụi bao que những thành phần chống phá đất nước, tụi nó rất run sợ. Nó run sợ khi hồi nãy giờ nó thấy anh em, anh chị em các bạn đang lên chia sẻ những cái tình thương mến thương, chia sẻ về quê hương, về đất nước, xã hội, con người đang phấn đấu và vươn lên, cùng nhau đùm bọc lẫn nhau. Bà con kiều bào ở hải ngoại, những người yêu nước chân chính, bất vụ lợi, họ luôn hướng về với quê hương và cùng nhau sẻ với lại những người bà con trong quê nhà đã đùm bọc lẫn nhau để cùng nhau xây dựng đất nước mình ngày một phú cường thịnh vượng và bền vững.
Cho nên chúng ta cố gắng giữ vững những cái lập trường của mình. Thì nói chung mạng mà, cộng đồng mạng mà. Tại vì Lợi Minh sinh hoạt trên cái cộng đồng mạng này nói là gần 20 năm rồi, mà nhiều người họ viết lại là họ nói là Lợi Minh trên đây 20 năm không có gần đây à. Cho nên Lợi Minh hiểu được những cái khó khăn, những cái gian nan, những cái gian lao và cực khổ của những người yêu nước chân chính bất phụ lợi. Cho nên thì ở trên đây chúng ta cũng không phải lên đây để xưng hùng xưng bá hay là được nổi danh nổi tiếng cái gì. Cái quan trọng là mình gặp nhau ở ngoài đời, mình lên trên này mình chia sẻ, mình học hỏi lẫn nhau, và mình gặp nhau ngoài đời trong tay bắt mặt mừng, đó là một cái niềm vui và hạnh phúc nhất, không có bằng gì hơn. Ở trên đây mạng thì nó vẫn là mạng thôi, chứ lại tại Việt Nam của mình các bạn đang thừa hưởng một cái quyền tự do dân chủ rất là tuyệt đối. Các bạn biết ở bên Mỹ là không có lộn xộn đâu, các bạn biết ngay cả cái mạng Facebook này nè, các bạn không có xài nick ảo mà nick tùm lum tà la đâu. Thằng Facebook nó biết được một cái là nó quốc dân vô dách. Bây giờ mà tôi bảo gì, nó mà biết gì là nó coi như là nó sẽ tôi không vào bất cứ cái máy nào được hết trơn. Các bạn biết nó hay đến độ như vậy nè. Cho nên ở bên Việt Nam chưa có luật an ninh mạng, chưa có những cái bộ, những cái ngành mà để kiểm soát dân giống như bên Mỹ. Các bạn biết Mỹ nó kiểm soát dân của nó từ ly, từ chút, từ tắc, nó không có xê dích đâu hết trơn. Mà các bạn thấy mấy chục năm nay tôi tưởng đâu là Việt Nam có luật an ninh mạng rồi, mà bây giờ mới ra đời mà bắt đầu chưa có thực thi nữa. Các bạn thấy đầu năm 2019 mới bắt đầu thực thi, là thành ra các bạn đã thừa hưởng một cái quyền tự do dân chủ và ngôn luận rất là tốt, chứ không phải là như những cái thành phần chống phá đất nước tụi nó xuyên tạc ngày và đêm. 10 đô một ký. Đấy các bạn thấy 8 đô nửa ký nha. Mỹ nó bán pound, nó gọi là pound, nó xài nó đo lường theo bảng Anh. Các bạn nghĩ 8 đô một pound hàng của Việt Nam mình nhập vào, các bạn thấy đây là, các bạn thấy cái chữ hồi nãy là Vietnamese đó, để là của người Việt mình đó. Các bạn thấy hãnh diện không? Rất là hãnh diện, phải nói rất là vui. Hàng hóa của mình nhập vô Mỹ, các bạn biết là Mỹ là cái thị trường rất là khó, mà mình đã nhập vô được như vậy đó là chứng tỏ là hàng của mình chuẩn. Hàng của mình chuẩn. Cái thị trường của Mỹ là một cái thị trường nó khó giả mang lắm, từ mọi thứ hết. Tại vì nó cái luật, tại vì không phải là khó tại vì là cái dân Mỹ nó khó chịu, nhưng mà tại vì cái bộ luật của chính phủ nó đưa ra, nó đòi hỏi phải chuẩn, phải đâu có đó hết. Anh không có giỡn mặt được. Chứ không phải người dân họ ăn thì thằng chính phủ nó kiểm rồi, người dân họ chỉ ăn thôi. Đã cho cao lên, các bạn biết nó có những cái bộ luật của nó, và người dân họ tin vào cái bộ luật đó. Cho nên chúng ta ở trong nước cũng vậy. Các bạn, chúng ta là mỗi một người công dân, mình phải sống biết thượng tôn pháp luật. Bây giờ tôi lên đây, tôi lúc nào cũng phiên, cũng như là góp ý với anh chị các bạn. Chúng ta làm gì làm. Mình là mỗi chúng ta là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta sống phải biết thượng tôn pháp luật. Các bạn muốn đất nước Việt Nam mình có một cái xã hội tốt, thì chúng ta phải là những công dân tốt, phải hiểu biết về pháp luật, phải thượng tôn pháp luật. Các bạn đừng có ngồi đó mà cứ đòi hỏi gì nhà nước làm cái này cho tôi, làm cái kia. Mình cứ nói là tôi là công dân, tôi tốt chưa, tôi có làm, tôi có thực thi pháp luật được chưa. Còn nếu mà chưa được, chưa có thực thi cho đủ á, thì đừng có ngồi đó mà than trách ông chính phủ phải làm này cho tôi, làm cái kia cho tôi. Tôi chưa có làm tròn một cái trách nhiệm, một cái bổn phận của một công nhân, thì đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho mình, mà hãy hỏi rằng mình đã làm gì cho tổ quốc. Chỉ có vậy thôi. Tôi lên đây lúc nào tôi cũng kêu gọi anh chị em các bạn như vậy, hướng về với tổ quốc, cùng đồng hành với bác và đảng, những người đang lái cái con thuyền vận mệnh của đất nước. Và lên đây cũng vậy, Lợi Minh không bao giờ đi kêu gọi, chưa bao giờ Lợi Minh mà gọi điện thoại hay kêu ai rồi hãy theo phe của Lợi Minh, hay là ủng hộ Lợi Minh thế này, ủng hộ Lợi Minh thế nọ. Các bạn ủng hộ Lợi Minh là một sự khích lệ vô cùng. Tại vì đối với Lợi Minh ở bên này có một mình thôi, thì các bạn ủng hộ Lợi Minh là cái niềm khích lệ để Lợi Minh cảm thấy mình còn có những người anh em, những người bạn ở quê nhà hay mọi nơi cùng đồng hành. Thành ra ở bên đây tôi thấy cái sự việc xảy ra với em gái Ngọc Hiếu, thì hôm nay tôi thấy anh chị em các bạn ai cũng lên chia sẻ những cái tâm tình của mình, thì phải nói rất là vui, rất là phấn khởi. Và bên cạnh đó là thấy rằng cái sự việc ở Bình Thuận mà được một kiều bào tài trợ như vậy, phải nói là quá tốt, quá vui, còn gì bằng.
mình phải đáp ứng cái, mình phải ủng hộ cái nghị quyết 36 của Đảng để cùng người Việt trong và ngoài nước cùng nhau xây dựng đất nước. Bởi vì một cái bộ phận người Minh, cho em ngắt lời một tí hồi nãy mà do anh Thành Trần Trung đang chia sẻ em không nói, nhưng mà anh ở đây có anh Derek Johnson này, thì anh này cũng đã là, nhưng mà anh không có cho phép em là nói trên cộng đồng mạng. Nhưng mà hồi nãy á, là có một người không hiểu, tức là hiểu lầm anh ấy, là anh ấy, tại có lúc mà Trung Vũ lên là nó nói em á là đã trở thành ba que, là do mấy người trở thành ba que. Đó nó chẳng mà theo em là cháu Bác Hồ mà lại là ba que. Nhưng mà anh ấy là con lai nên nhiều khi anh ấy viết nó chưa đầy đủ. Mà hơn nữa là anh này đã từng làm từ thiện ở trong nước Việt Nam và không lên tiếng trên cộng đồng mạng bao giờ. Và anh đã nhờ em bán cho anh 100 bộ quần áo để cho các cháu ở dân tộc đó. Thì em đó, thì đó là cái tấm lòng của anh. Mà mọi người cứ ngồi nhân lên xem 100 bộ quần áo cho các cháu ở làng dân tộc tỉnh Gia Lai là nó là bao nhiêu tiền. Thì em cũng chưa có làm được, nhưng mà khi nào làm thì em cũng sẽ nói. Nhưng mà em bận, em chưa có đi được. Tại vì đi từ nhà em mà đi vào làng dân tộc lại còn phải vận chuyển, lại còn phải gọi là mình phải, nói chung là để mà hoàn thành được một bộ đồ cho các cháu là phải thử rồi là mà 100 đứa chứ không phải là ít. Thì bởi vậy cho nên là anh chị em ở đây á, mình trước khi mình comment là mình cũng nên để ý một chút. Anh ấy là con lai, không phải là anh ấy là con lai chứ không phải là ba que. Nên hồi nãy có người chửi anh ấy là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà anh hoàn toàn không phải là Việt Nam Cộng Hòa. Đó là anh Derek Johnson vừa mới vào nói. Anh nói cái gì đó thì anh vào, anh ấy mới nói là cái cuốn sách hay là cái gì đó là của cái lời nói đó đây này. Anh vừa nói là câu nói đó là của Tổng thống gì đây này, John F. Kennedy. Đó, John F. Kennedy. Cho nên là hồi nãy khi mà comment đi qua thì em không có nói, nhưng mà bây giờ anh vào là em nói như vậy. Thì mọi người á, là chúng ta đừng có nhìn nhầm người, có những người người ta không bao giờ nói. Nhưng mà cái anh này, anh là bạn em nhưng mà anh không lên trên mạng bao giờ. Nhưng mà anh đã có tấm lòng như vậy. Đó, thì anh cũng nhờ em nhưng mà em chưa có làm được. Đó, thì nên là em chưa có nói. Cho nên mọi người phải nhớ rằng á, bản thân anh này đã từng gửi tiền về cho bà con ở tỉnh Bình Định, là qua một cái giáo xứ nào đó từ cái thời điểm mà bị bão, nói chung là năm quái năm kia gì đó, là rất là nhiều. Và giúp đỡ các cháu nhỏ ở các cái nơi mà ai mà khó khăn là anh ấy lên mạng anh thấy là anh ấy tự gửi tiền về cho người ta. Có nhiều khi trẻ em đường phố ở Sài Gòn mà lên mạng mà khó khăn là anh ấy cũng giúp đỡ. Cho nên là mọi người để ý, đừng có nhiều khi mình chửi nhầm người nha. Đó. Cho nên mình chửi nhầm người, tại vì anh ấy là bạn em, cho nên mà khi nghe nói á, là khi nghe Trung Vũ mới nói là em là trở thành ba que rồi, thì là anh mới vào anh chọc em là ba que là con cháu Bác Hồ đấy. Đó, thì là ý của người ta muốn nói là em là con cháu Bác Hồ, mà sao nói em lại là ba que, hiểu không anh? Nhưng mà người ta là con lai, mà cái cách nói chuyện của người ta nó không có giống mình, nó khác mình. Đó, rồi xin mời anh. Xin mời anh. Anh Dale Johnson cũng rất là dễ thương. Anh cũng có inbox và kết bạn với anh, cũng có nói chuyện nhiều lần. Anh thì anh biết, nói chung anh chị em chúng ta thì khi trên mạng khó mà tránh những cái sự hiểu nhầm. Mà khi hiểu nhầm mà mình hiểu ra được rồi, nó tình thương mến thương. Cái tình cảm nó đôi lên. Anh chị các bạn thấy trên đời nó lạ lắm. Nó rất là lạ. Nhưng cái mình hiểu nhầm mà khi mình hiểu nhau rồi đó, thì nó sẽ bền vững. Nó sẽ bền vững, nó sẽ lâu dài hơn. Cho nên thì đó, thì em nói với anh như này, khi mà anh ấy nói chuyện với em á, là anh có chia sẻ là nói chung á, là cái thời điểm mà anh ấy sống ở Việt Nam á, là trước cái năm anh ấy khoảng 13 tuổi là bắt đầu anh mới đi qua bên Mỹ, là cha anh bảo lãnh cho anh qua bên Mỹ. Thì trước đó anh sống ở Việt Nam, anh cũng rất là khổ, nhưng mà cho tới bây giờ anh ấy chưa bao giờ hận Cộng sản, mà cũng chưa bao giờ hận Đảng và Bác Hồ. Anh ấy vẫn, tuy rằng anh cũng sống ở gần những cái người Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà lúc nào khi mà nói chuyện với, anh nghe gọi điện, anh nói mà em không tin, thì hôm đó anh mới nói được rồi, hôm nay để anh sẽ gọi điện trực tiếp cho một bác Việt Nam Cộng Hòa
để anh nói chuyện với bác để xem là em nghĩ người họ nghĩ sao thì em tự biết. Thì là em cũng có nghe thì anh ấy gọi cho cái bác đó, là cái bác đó bác ấy là người Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù rằng trái chiều nhưng ngày hôm nay người ta vẫn nhìn nhận là không ai tài giỏi bằng cộng sản trong đất nước Việt Nam, là không phải là không ai cả thế giới mà là không ai trong cái nước Việt Nam mình ấy, tức là Đảng Cộng sản của Việt Nam với các cái đảng khác của Việt Nam thì Đảng Cộng sản vẫn là giỏi nhất, ý là như vậy. Và cái bác đó bác cũng đánh giá như vậy, mặc dù người ta trái chiều nhưng mà người ta vẫn nhìn nhận đó là cái sự thật đó. Thì cho nên là mình nhiều khi là Đảng và Nhà nước tại sao có nghị quyết 36 cũng là vì có khi ví dụ như bác Nguyễn Thanh Sơn bác ấy qua bên đó rồi đúng rồi anh Lợi Văn hiểu lầm anh ấy, là anh chọc em tại vì lúc đầu là Trung Vũ vào nói em là bây giờ được liệt kê vào cái kia đội ngũ là ba que, cho nên anh mới chọc em là con cháu bác Hồ, bác Hồ mà tại sao lại nói là ba que. Nhưng mà anh cái kiểu người con lai mà người ta đi mấy chục năm rồi mà khi người ta đi còn nhỏ cái tiếng Việt của người ta nó không có như mình anh ạ. Và anh chia sẻ tiếp đi anh. Ok thôi thì Lợi Minh cũng lên chia sẻ với anh chị em các bạn, tại thầy thấy vấn đề mà Thanh Long và bà con ở Bình Thuận được tài trợ như vậy thì phải nói rất là vui và rất là cảm động. Thì thôi chắc cũng có nhiều người cũng muốn lên nói chuyện, anh xin nhường microphone lại cho người kế tiếp Ngọc Hiếu. Dạ vâng, cảm ơn anh Lợi Minh. Chúc anh tướng đá mềm nhá, đừng có mà chùn chân hỏi mọi nhá. Dạ vâng, chào anh ạ. Rồi bên Trần là ai đây? Không thể đưa bên Trần lên được nhá. Rồi Hiền Mai đâu em? Ủa sao không đưa bên Trần lên máy ảnh phiên phát này? Lại Minh lại không tự xuống được. Rồi bên Trần đây, mời bên Trần lên nhé. Trời ơi lúc nãy chửi nhau với bà quá mà cười muốn xỉu. Chửi nhau với ai trời? Câu đó là anh Việt Kiều trêu Ngọc Hiếu. Dạ đúng rồi, anh ấy trêu em đấy. Anh ấy trêu em tại vì anh ấy trêu em là con cháu bác Hồ. Ý anh ấy nói là con cháu bác Hồ sao lại là ba que à? Em chỉ thì em nói chuyện thì em hiểu chứ anh này anh ấy tốt với người trong nước lắm. Nói chung là chỉ cần mà lên mạng mà thấy có một cái con bé nhỏ kia, cô bé đó ở Sài Gòn á là bị kiểu không biết làm sao này, bị đau chân hay là bị gì đấy mà cũng lên Facebook này mà anh ấy gửi tiền về cho cô bé đó một lúc 5 triệu tiền Việt Nam. Thì đó cũng là một cái cách nhưng người ta đâu có nói đâu. Người ta không có nói, không có chia sẻ trên cộng đồng mạng đâu. Cho nên là mình nhiều khi đừng có làm tổn thương họ. Đó cũng là một cách. Rồi sao không được đâu Ben Vũ nha. Kết nối không thành công. Rồi Ngô Hiền Mai còn đây không em? Còn đây không? Không còn thì xuống. À thêm Ngô Hiền Mai này. Ngô Hiền Mai còn đây không em? Chị mời em lên này. Nãy giờ gửi quá trời luôn á. Cho nên dù sao chăng nữa, dù sao chăng nữa thì mình cũng nên có những cái suy nghĩ nó hài hòa dân tộc nó hay hơn. Còn đối với em á là ba que mà cứ gọi là chống đối thì là em mới chửi à. Chứ còn ngược lại là em không có người ta cũng là một cái người yêu nước người, nhưng cái cách yêu nước của người ta nó khác mình. Mỗi người có một cách suy nghĩ và một cách làm việc khác nhau. Mình không có nên nhìn nhận một cái vấn đề nó bị... Chào anh Bảo. Anh Bảo Vũ rảnh à? Mời anh Bảo Vũ lên nào. Bạn này rảnh không? Chị Thái Ngọc Nhiên rảnh không? Không có camera có thì em mời lên. Long Thủy đâu là sao? Long Thủy vừa mới chắc lại chạy đi đấu ba que ở chỗ khác rồi. Mấy ông đấy là suốt ngày đi đấu ba que thôi. Thái Hồng Nhiên có lên không? Trung Vũ có cái gì đó em? Nói đi. Dạ vâng, mời anh Hoàng Vũ. Trung Vũ có cái gì em giải độc chính trị à? Hay là cái gì đây? Chào anh Trang. Vâng. Chào Hiếu Ngọc. Dạ. Chào mọi người. Dạ. Anh lâu nay khỏe không ạ? Khỏe mà, nhưng mà tại vì mình không có tham gia cái mạng xã hội này.
thứ nhất á, là mình cảm thấy nó giống như những cái trò ấu trĩ nhiều quá. Dạ. Mà cảm thấy mình nản thôi. Còn cái chuyện ba que, bốn que gì, tự mọi người áp đặt cho tất cả mọi người. Cái cơ quan an ninh của nhà nước, không lẽ là cái người, cái bộ máy chính trị của Việt Nam để đứng phanh tay, đứng nhìn cho những ba que, bốn que đang quanh hành trước mạng cho này là sao? Dạ. Tôi nó thật sự tôi cảm thấy nó, cái gì nó khó mà, nó gọi là nó vô hình dung được. Tôi cảm thấy tôi nản thôi. Anh nhìn em có giống ba que không ạ? Nói chung là anh cũng dính ba que mà. Nhưng mà tôi nói mấy người nè, cuộc đời của tôi á, tôi không biết ba que hay bốn que gì, tôi năm que, bảy que gì cũng được. Nhưng mà có điều ai đụng đến đất nước Việt Nam thì đụng đến em tôi. Đơn giản vậy thôi. Tại vì tụi tôi đang sống đất nước bình yên như thế này là cha ông để lại cho chúng tôi. Chúng tôi là cái người dân bình thường góp công sức xây dựng cho đất nước này, cho thể là không được nhưng mà vẫn có một cái tiếng nói để bảo vệ cái những cái gì, cái thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam để lại. Yeah. Thì mọi người bây giờ áp đặt cho những cái người trên mạng xã hội này gọi là một thành phần nào đó chống đối hay phản động nhà nước này á, mọi người không có quyền đó. Tôi thấy nó cảm thấy nó kinh tởm, thật sự nó kinh tởm, nó kinh tởm ghê lắm. Yeah. Không phải là tôi hiền đâu, tôi vẫn như mọi người, tôi biết chửi nhau á, nói chung là đánh nhau tôi cũng biết luôn á. Nhưng tôi không thích làm cái trò này thôi. Yeah. Tại vì tôi cảm thấy tôi xác định tôi lên mạng xã hội tôi đấu tranh là cái mục tiêu tôi là gì? Chống lại luận điệu thiên tạc, chống lại tất cả những cái thế lực thù địch ở phía ngoài, chứ tôi phải chống lại anh em. Tôi không lên đây tôi đả kích, tôi không phải là tôi lên đây tôi công kích lẫn lẫn nhau đấu tố bất cứ mọi người. Chứ năm nay 40 ngoài tuổi rồi thì cái ý thức đúng hay là sai, nhận định người nào tốt người nào xấu, tụi tôi đều nhận định được hết, không cần mọi người phải góp ý, không cần mọi người phải xây dựng. Tôi chẳng cần mấy người góp ý đâu, tại vì hình như mấy người chưa bao giờ hơn được tôi trong cái suy nghĩ đâu. Nhưng mà tại vì tôi cảm thấy cái trò này nó bẩn quá. Mẹ cha mày cái thằng chó ngu lông. Ôi anh đừng có chửi trong nhà em nha. Anh chửi trong nhà em mà mai sập cây nha. Bắt chửi bây giờ cả anh cũng không được đâu. Tại thằng nào giờ anh không chửi bây giờ anh chửi biết nè. Ai là bạn của thằng chó ngu lông? Nghe cho kỹ. Anh... đối với tôi nó chỉ là một thứ rác rưởi trên cái mạng xã hội này, chẳng bao giờ có gì thay đổi được cái lập trường của cái người mà đứng đắn khi nhìn nhận một thằng bẩn thỉu như nó là gọi là người yêu nước hết. Còn một thằng già nữa, tao chưa nói tên mày nhưng mà thôi tao chỉ nói nhiều đây mày nhớ, mày nhớ. Bình tĩnh. Hạ Hỏa anh ơi, anh mà tức là trúng kế của người ta khổ lắm. Anh cần trúng kế, tại vì cái mạng xã hội cho thi cho cùng đây là cái cuộc dạo chơi của anh em mình trên cái mạng xã hội. Yeah. Không có mình đất nước bỏ mình đi. Phải mình lên tiếng nói đây rồi đất nước phải không mình đi đâu, không phải đâu. Nhưng mà tại vì mình bức xúc theo cái hoàn cảnh sống của mỗi công dân Việt Nam, khi những cái thành phần cực đoan ở nước ngoài nó xuyên tạc vào đất nước này thì mình là người dân mình bắt buộc phải lên tiếng nói của mình để nói được tất cả những gì mình muốn nói. Nhưng bây giờ anh em nói này. Thôi bây giờ anh bình tĩnh đi, anh nể em chốc, tại vì nếu mà anh mà mình nói lại họ chứng tỏ là mình bằng họ. À em bây giờ em nói với anh là khi mà mình là cái người mà để họ phải ra công ra sức bàn mưu tính kế đấu chửi mình, đấu đá mình, chứng tỏ là mình là người quan trọng anh ạ. Cho nên á là mình đúng rồi đây, mọi người nói Bảo Vũ từng bị trù dập tơi tả, thông cảm nhé. Nhưng mà nói, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu thì kệ họ đi anh. Cho nên là em nói là bây giờ mình mà bị đánh ấy, thì chứng tỏ là khi mà cái thời điểm chị Phượng Nguyễn á, là chị có tiếng nói rất là mạnh mẽ đó, mọi người rất là tôn trọng chị, thì bị đánh tơi tả. Xong tới chừng anh đang làm, anh cũng lên clip, anh cũng chống ba que một trận thời gian cũng rất là mạnh mẽ, rồi cũng bị tơi tả tả tơi và té thua tơi tả. Nhưng mà em nghĩ anh đừng có nói nữa, anh đã ngừng rồi, thôi anh đừng có nói nữa. Anh nói nữa là họ sẽ, anh chỉ bằng họ mà thôi. À hiểu không? Nói chung là những cái giống như anh cũng từng nói câu nói này. Thí dụ mình tranh đấu với nhau để mà đấu tố với trên mạng xã hội này thì mình cũng như với họ thôi. Có thể là họ sai rồi mình hàng nhau thì mình cũng khác gì họ đâu. Nhưng mà có đôi khi á, mình lắm lúc mình cảm thấy những cái người thật sự người ta có được cái tiếng nói quan trọng mà để cho những cái người lắng nghe thì lại bị trù dập, mình cảm thấy mình bực bội, mình tức tối thôi.
Còn đối với anh á thì nó đơn giản lắm. Lên đây xác định mục tiêu chống được điều thiên tài thì một đường mà mình đi thôi. Dạ. Còn cha nó thằng chó bao que mày nè, cái thằng gì nó mới chữa tao nè. Em cho nó xuống. Hai bốn que cãi mẹ tao. Ha. Nhưng mà đối với những cái người đang chống phá đất nước Việt Nam này, tao thách thằng nào dám gặp tao. Tao hiền lắm á, nhưng mà thằng nào mà dám đứng trước mặt tao mà dỗ ngực xưng tên, tao là cái thằng chống đối nhà nước, tao cái thằng bao que là tao hứa với mày thử coi, mày còn nguyên mà đi về là không. Tao cực đoan ghê lắm á. Nhưng mà cực đoan vì cái lương tâm của một con người chính thống Việt Nam, yêu dân tộc này, yêu đất nước này. Chửi chút nhật bị ngô qua quê không là ôi thôi kệ đi, nói chung là nói mày nghe thôi. Cái đất nước này nè, không phải là những anh em live stream trên cái mạng xã hội này là người ta có tiếng nói được, còn rất nhiều người, hơn 90 mấy triệu dân, người ta vẫn ủng hộ cái thể chế cộng sản này, nhưng người ta không lên mạng xã hội tại vì người ta thấy cái chuyện đó thôi bình thường. Nhưng mà khi bắt đầu đất nước này nó xảy ra biến động thì những cái người này mới là cái người tụi mày đáng sợ nhiều nhất. Tụi tao là cái người lên trên mạng xã hội này là cảnh báo thôi, cảnh báo những cái thằng ăn không ngồi rồi, những bọn ba que và mày ở Việt Nam ở hải ngoại, hãy cố gắng mà làm việc cho có tiền thu nhập nuôi gia đình, chứ tụi mày chống phá cả đời tụi em lên không được. Chị tìm em nãy giờ không thấy mà, anh cứ nói đi nhá. Rồi thôi, cho Hiền Ngô Hiền Mai lên đi. Bình tĩnh anh nhá, bọn nó không sợ sao, anh nhá. Anh cũng lên anh ví dụ cái trang này em không chửi á, của em thì anh không nói gì, nhưng mà anh tiếp tục anh lên chửi thằng chó mình cổ phèn ngủ lông. Anh ơi, anh phải xem những cái rồi thôi, để lúc nào em nói chuyện. Vâng, thế thôi em chào anh nhá. Rồi đây Ngô Hiền Mai. Ngô Hiền Mai đâu em? Ngô Hiền Mai, thêm Ngô Hiền Mai lên này. Ok. Ôi giời ơi, em vừa đây. Vừa nãy do em là dùng cái link kia, em lên hai máy, em lên xin lên diễn đàn nhà Betty Trương, mà lúc chị bảo em lên thì em lại đang dở ở cái link đấy, nhưng vẫn theo dõi diễn đàn của chị. Hai link. Cảm ơn anh khách vừa rồi, nhưng mà đã quán triệt rồi anh ạ, mà mình không nhắc đến cái chuyện đó nữa. Đấy. Còn cái thứ hai, nếu mà nhắc cái chuyện đó thì anh sang một diễn đàn khác. Thực ra là người làm những cái diễn đàn này nó cũng như một cái chợ ấy mà. Chợ của chị Ngọc Hiếu là bán đồ chính hãng. Em biết cái sự bức xúc của anh ấy, em biết cái sự bức xúc của anh ấy. Nhưng mà cái tất cả chúng ta phải là coi như một cái chợ. Mà cái chợ của cả chị Ngọc Hiếu là bán hàng chính hãng. Đấy, chợ khác thì nó bán hàng nhái. Chứ mình cứ lên những diễn đàn khác mình nói cũng được. Liền á. Vâng. Thì là báo cáo với các cô, các chú, các bác, các anh, các chị là mình, em thì tự nhận em không phải là yêu nước, nhưng em yêu hòa bình. Đấy. Em nhận em là bưng bô, nhưng em không, em tự do cho em là không được bưng bít. Đã bưng bô thì không được bưng bít. Bưng bít là bưng bít cái gì? Không được bưng bít những cái sai, cái trái. Phải đối, em đã đọc được một câu nói của Vladimir. Đấy, thì là câu nói là sự thật, cho dù có phải đối đầu với nó bằng sự khắc nghiệt thế nào, tôi cũng phải đối đầu với nó. Cho nên là nếu đã muốn chống luận điệu xuyên tạc thì phải biết đối đầu với sự thật. Phải lấy sự thật ra để làm vũ khí, chứ đừng lấy sự bưng bít. Còn rất mong muốn cái diễn đàn của chị Hiếu Ngọc bây giờ không nhắc những cái chuyện tào lao bí đao nữa, trong miền Nam gọi là tào lao bí đao. Còn nếu mà cái việc đó để bức xúc tiêu cực và vấn đề gì đó thì hãy để những cái người họ có trình độ hơn họ làm những điều đó. Thì mình cũng không phải và làm những điều đó, mình hãy tập trung vào những cái mà tiêu chí là mình đặt ra. Chứ còn nếu mà mình cứ lấn sâu vào vấn đề đó quá thì vô tình là càng đẩy xa cái tiêu chí của mình đi hơn, thì nó lại không đúng với cái tiêu chí ban đầu. Cảm ơn các anh các chị. Đấy. Thì là mong muốn các anh các chị cùng đóng góp và xây dựng ủng hộ cái diễn đàn của chị ý thành công tốt đẹp hơn. Các anh chị nghe rõ không? Đâu rồi cái bà này đâu rồi?
Đây chị đây, gớm khổ. Mới không có chị mà đã không nói được rồi. Em chào chị Xu, anh em chào chị Xu. Căn bản là em cũng cũng đi có hai nick mà em dùng một nick ở diễn đàn khác để em xin em lên đi diễn đàn nước, phản động anh là chính. Dạ vâng. Đấy. Thì là chị bây giờ chị em có một cái điều này mà mong muốn chị Hiếu Ngọc lưu ý này. Chị đừng bao giờ cho ai nên nói về bộ sử 15 tập và cuốn vào gạc ma vòng tròn bất tử. Cái đó là thứ nhất, cái đó không phù hợp với diễn đàn của chị. Và nói những chuyện cá nhân là mong muốn chị phải có một cái phương án từ chối khéo léo. Bởi vì những điều đó nó sẽ xảy ra mà nó lại nó lôi kéo quá nhiều hệ lụy không tốt. Đấy, cá nhân em thì nào là nhận định như vậy. Thì là ý chị thế nào? Chị là chủ diễn đàn. Còn thực ra thì họ nói xấu mình, tức là họ đang nói xấu họ. Quan điểm của em lại có quan điểm của em là như vậy. Ai nói xấu em thì nói xấu chính họ. Em không thấy có câu, không biết cái câu này từ đâu nhỉ, chó vẫn sủa đoàn người cứ đi. À vâng, đấy là câu này thì ở ngoài miền Bắc chị ạ. Ngoài miền Bắc mình xuất phát sáng tạo ra cái câu nói đó. Nhưng mà ai nói câu đó đầu tiên nhỉ? Đầu tiên ở ngoài này thì nó như là một câu dân gian đấy chị. Nó như là một cái từ dân gian mà người ta nói, ảnh hưởng trên mạng rồi ngoài đời, nó xuất hiện từ ngày xưa rồi. Từ những năm 2000 cơ mà chị, nó có phải bây giờ từ bây giờ đâu. Nhưng cái từ cái câu đó là bọn em sử dụng từ năm 2000. Bắt đầu ở dưới Hải Phòng. Có nghĩa là Hiếu Ngọc xin lỗi với quý cô bác anh chị em ở đây, là hôm nay là thực sự là Hiếu Ngọc đã nói quyết định rồi. Tức là tất cả những cái chuyện gì mà không muốn nói nữa, tức là không muốn nhắc nữa, nhắc một lần mà thôi. Và là khi mình còn nhắc là mình còn tôn trọng họ, mà khi mình hết nhắc là họ chẳng còn gì trong mắt mình. Vậy nên bây giờ chúng ta nói chuyện khác, không nhắc lại chuyện đó nữa. Chỉ đã nói một lần chuẩn thôi, nhắc lại. Vâng. Ừ. Vâng. Ừ. Đấy, khi nào những cái điều đó là đúng. Không còn trong mắt mình thì thôi, chứ nhắc làm gì em. Và em cũng mong muốn là trước khi chị lên diễn đàn và một chỉ chủ đề nào đó ấy, thì chị chuẩn bị trước cái kiến thức. Chị nhá. Chị nên chuẩn bị trước một chút về kiến thức. Thứ hai là lập luận cho cá nhân chị. Bởi vì chị là chủ diễn đàn cơ mà. Thì nếu hôm nay chị nói về đề tài này thì đừng để cái diễn đàn đi xa cái đề tài đó quá. Đó. Thì đúng vô rồi. Tình nếu mà chị để đi sang một cái đề tài khác mà chị chưa tìm được am hiểu ấy, thì vô tình để xảy ra những cái lỗi không đáng có. Mà cái lỗi không đáng có nếu bình thường như các anh chị, cô chú trong diễn đàn có thể bỏ qua được. Nhưng người khác không bỏ qua được các chị. Em, ông Vương Hùng ông nhận đó là câu của ông kìa. Chó vẫn sủa và đoàn người cứ đi đấy. Vâng, thế nào như thế là em cũng mong muốn là trước khi chị là lên diễn đàn thì cố gắng nhé, chị thông báo với cả những cái người yêu mến diễn đàn của chị ý, thì là thông báo hôm nay có chủ đề này, đề tài này. Và khi chị lên đề tài thì mong muốn chị tìm hiểu sơ qua về kiến thức căn bản và những lập luận khi chị lên diễn đàn. Đừng để vấp, đừng để lỗi quá nhiều thì khiến ôi, người này, khác hay này em Hiền Mai Yến chị dạ? đọc theo đúng cái người đọc thơ nhé. Chó sủa ngàn đời thì vẫn là chó, người chỉ cắn sủa một câu thôi thì đã thành chó. Câu này hay này, câu anh, này anh chơi Lê Visa ơi, anh sau anh cứ phải tập trung với các bạn bè trong tường của em, anh dìm hàng em tí, anh lên mạng anh toàn gọi em là chị, là cô, là anh yêu em. Em ngại quá. Toàn bạn bè em, kể cả anh Vương Hùng. Anh Vương Hùng cũng bảo em là chị 8 với cả em 8. Khổ. Đục. Ủa nãy giờ chị Vương Hùng nói chị là 8. Không bảo em đấy. Đấy. Nhưng mà em mong muốn thế này. Ở trong diễn đàn này có một người rất am hiểu về kiến thức căn bản và đặc biệt là lịch sử. Đó là anh Vương Hùng đấy ạ. À. Chị Hiếu Ngọc ạ. Đấy, đấy là anh Vương Hùng ấy. Ừ. Vâng. Vương Hùng. Thì là mong muốn em thì nói một thế này, em mong muốn anh Vương Hùng thi thoảng lên diễn đàn của chị Hiếu Ngọc để tạo hiệu ứng. Bởi vì anh ấy là hot boy mà thì anh, rất là nhiều gái sẽ đến. Anh Vương Hùng vừa là hot boy vừa chảnh chó. Chảnh lắm, mà anh Vương Hùng đâu phải dễ đâu em. Dễ gì mà mày được dạ. Anh Vương Hùng. Thực ra là mỗi người lên diễn đàn thì mỗi người giỏi một mảng, không ai giỏi hết toàn tất cả cả kể cả nhà khoa học.
thì mong muốn anh Vương Hùng lên đóng góp những cái kiến thức lịch sử để cho bà con hoặc là anh chị em trong diễn đàn hiểu hơn. Đấy, em chỉ cá nhân em thấy còn rất nhiều người, thực ra Việt Nam có rất nhiều người giỏi, nhưng còn đúng là họ không lên mạng xã hội thôi. Thì ai tham gia cái mảng đề tài này thì hiểu biết cái vấn đề gì đó thì lên. Kể cả ở đây có anh Che Levera này, anh cũng rất là am hiểu đấy. Nhưng mỗi tội là làm sao anh lên anh nhìn thấy em anh xấu hổ hay sao anh không dám lên. Cha rầu Hiền Mai ơi, coi vậy là hot boy đâu không thấy, mà bây giờ là tôi thấy nó là cha rầu. Đấy anh ạ, à, em không biết làm sao mà nhiều người cứ thích yêu em tới khổ thế. Xong rồi, anh Vương Hùng đã BD chính cống. Em xuống để chị xác minh danh tính. À quên, xác minh nhá. Vâng, để em xuống cho chị mời anh Vương Hùng lên nhá. Vâng, mời, chào các cô ơi. Bước ngay cho ta. Rồi, anh Vương Hùng đâu? Đề nghị anh Vương Hùng lên xác minh ngay giới tính dùm em. Không có để nhiều chị em bị... Sao thế anh Vương Hùng? Ông Hiền Mai, Mai đổi tên đi nhé. Không có, cái này hình như là... Ủa sao vậy anh Vương Hùng? Sao anh kênh kiệu dữ vậy anh Vương Hùng? Hay là giới tính bị... Hả? Em phải mời anh lên bằng được mới được. Làm gì có chuyện mà không mời được. Em tức quá. Mời anh mấy lần rồi mà anh cứ từ chối là sao? Anh kênh kiệu quá đấy. Anh kêu căng. Rồi xong. Anh comment trả lời cho em. Anh comment trả lời cho em và xác định giới tính giùm em. Ngô Hiền Mai là Ngô Hiền Mai là sao lại là bà tám của đời anh là sao? Xíu em nhờ diễn đàn chị Hùng Ngọc 5 phút em vào tạm chia tay với mọi người một thời gian. Ok, mời em lên. Ủa, chị đang mời em rồi đó. Em chào chị, em chào tất cả về trên diễn đàn nhé. Sao lại bỏ cuộc chơi nhanh thế em? Đâu, em không bỏ đâu, em chỉ tạm chia tay khoảng gần hơn một tháng thôi, tại vì công việc của em nó lại có nhiều cái nó bận rộn lắm rồi. Dạ, thế cho nên là em cũng chỉ xin chị Yếu Ngọc 5 phút em nói như thế này, tại vì là nói thật là em bước vào cái phong trào này thì cũng nhờ chị Nhiên, chú Bằng, Bình Dương, chị Hiếu Ngọc. Thì nói chung là phong trào của mình thì đến bây giờ á, thì nói chung là nó cũng lúc em vào thì nó chưa xảy ra cái sự mất đoàn kết, nhưng mà bây giờ là có rồi, nhưng mà nguyên nhân thì cũng đã được xác minh. Thì thôi thì bây giờ là em nói thật là em, nếu như mà thực ra mà không ấy là em phải nghỉ, em tạm chia tay cách đây khoảng nửa tháng. Nhưng mà nó xảy ra nhiều chuyện quá thế cho nên là em rốt lại một chút. Thì em, công việc của em thì nó lại bắt đầu bận. Thì em xin phép cả nhà cho em nghỉ, em tạm biệt cả nhà hơn một tháng. Hơn một tháng sau em sẽ quay trở lại với mọi người. Rồi, chúc okay. Mọi người ở trên diện, chúc mọi người ở trong cả cái phong trào này nhiều sức khỏe, đánh ba que thật tốt. Đến khi nào, đến khi em trở lại thì hy vọng em vẫn được gặp tất cả mọi người ở trên diễn đàn và vui vẻ như ngày hôm nay. Rồi, ok, chị chúc chị em thế. Công việc thành công, ok. Dạ, chỉ thế thôi, em chào mọi người, em chào cả nhà nhá. Rồi, ok. Hiếu Ngọc mời anh Vương Hùng lên đi. Em rồi. Em biết anh Vương Hùng nhưng mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh Vương Hùng đâu, chị mời lên đi. Ông đang đi tán gái. Dẫn bảo thôi chứ không nói nữa, cứ bình thường đi, chúc em thành công. Vâng, chào chào anh Trung Phan lại nhé. Rồi có ai muốn lên hôm nay chia sẻ về ba que ba bốn cẳng hai càng một mai hại mắt rõ ràng con cua không? Chào tạm biệt, chúc em được thành công trong công việc đó. Mọi người chào em, chúc em được thành công trong công việc nha Hải. Rồi xong công việc nhớ quay lại nha. Chào bình yên sắc núi. Đề nghị mọi người yêu nước, Tết gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh D. Ok,
Ok. Anh Tư Tân Bình có lên không ạ? Em mời anh. Chào Lưu Ly đâu rồi? Hôm nay anh Thế Linh Hoàng. In em đang mời cái thằng Lưu Ly này. Hello, chào chị, em mặc cái áo đi đã. Úi rồi, ôi mày đang khỏa thân à? Đâu em cởi áo có định đi ngủ. Ừ. Sao có chị, hôm nay chủ đề gì chị ơi? Chủ đề chém Chào ba tất cả mọi que, người. chủ đề là chém ba Và que. Ừ, ở trong nhà chị có ba que nào không? trời ơi, chị cứ tướng nọ này á, có con ba que nào là chị cho nó vào thùng rác hết, cho nên là Cho chị không không thấy con ba que nào. Phải để nuôi chứ, phải để nuôi nó chứ. à. Mình phải nuôi ba que xong rồi thịt kệ thiên hạ nói gì nói. Nói chung là Không. ba que, nhưng mà ba que dạo này nó cũng chán vào nhà chị rồi, nó nói chẳng ai thèm đam nó, thế là nó tự nhục nó chết rồi sao. ngày nào em nay em cảm thấy mệt mệt, hôm nay em muốn đi nghỉ sớm chút, mà Hôm nay live mấy tiếng? hôm nay cũng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. À, ba que nó bị thiêu tập thể chết hết rồi. Thì bây giờ lại chém đến 4 que. Thế em nghĩ sao về cái nhà hát mà do thành phố Hồ Chí Minh tự xây? Thì em đã nói rồi mà, ở nước ngoài họ còn đi vay về, họ đi bán trái phiếu rồi để người dân còn đòi tăng chi chi tiêu công. Tức là bây giờ chị phải tưởng tượng một điều là xây nhà hát thì có nghĩa là gì? Chưa nói đến chuyện lãng phí hay không lãng phí, mà là vấn đề là khi mà xây đến là công ăn việc làm, rồi người dân kiếm được tiền từ những điều đó. Thế tạo công việc làm cái gì đâu? Hai đứa thành phố lại được cái nhà hát. Thế thì chống đối cái gì? Em chả hiểu họ chống đối cái gì. Còn nếu mà nói đấy, nếu mà để mà phản biện hay gì đấy thì phải nói như này. Ừ thì bây giờ xây nhà hát thì chúng tôi đồng ý, nhưng mà sử dụng làm sao cho hiệu quả, quản lý làm sao cho hiệu quả để nó đỡ lãng phí. Đấy mới là điều mà chúng ta quan tâm, chứ còn đừng quan tâm đến chuyện là xây hay không xây. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi với các bạn cứ phản đối thì bây giờ nhà nước thu thuế để làm gì? Họ không xây thì họ cứ đút tiền túi để làm gì? Cất đấy à? Cho tiền nó mục à? Con rể chị nó bảo là em nói chuyện với chị là em phải sử dụng ngôn từ cho đúng và em phải ngoan ngoãn chứ không là em bị quy chụp đấy. Ôi giời ơi, em nói thật với chị, bây giờ em cũng chán quy chụp rồi. Vừa lấy nói chung là em cũng đi lang thang các diễn đàn, nhưng mà bây giờ Ờ, công lý chứ. mình nói chuyện ra thì bảo là suốt ngày nói chuyện này mọi người cũng chán nghe, nhưng mà thực tế không nói nó cũng ức chế lắm. Bây giờ họ cứ quy chụp, họ cứ chụp xong là họ cứ đóng cửa không đối thoại với mình. Bây giờ cảm thấy thích đối thoại với nhau, kể cả diễn đàn của ông hoặc diễn đàn của tôi, đối thoại nói chuyện với nhau rõ ràng. Chứ mà nói thật với chị, chẳng ai ở đây là phản động cả. Chẳng ai ở đây là phản động cả. Tất cả mọi người lên đây vì tình yêu nước, trình độ nhiều, trình độ ít thì lên. Thích lên là lên, chẳng nhà nước không cấm thì chúng ta được quyền này. Chẳng ai có quyền mà ngăn cản hay là chống đối chúng ta cả. Còn các ông giỏi hơn các ông làm đi.